Jesus, hallelujah, chúng con tạ ơn Cha vì ngày mới, tạ ơn Cha ngày đã qua, tạ ơn Cha ngày đang tới. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều thì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên ơn huệ của Ngài. Ấy Ngài tha lỗi người, cứu chuộc mạng người khỏi chốn hư nát. Ô cứu chuộc mạng sống người khỏi chốn hư nát. Ngài cứu chuộc mạng sống người khỏi chốn hư nát. Ô rasakadabara, ô tạ ơn Chúa. Ngài tha mọi tội chúng con. Ngài cứu chuộc chúng con khỏi mọi sự hư nát, Chúa ơi. Lấy sự nhân từ thương xót của Ngài chịu đựng chúng con. Ô tạ ơn Chúa vì sự nhân từ thương xót của Chúa là mão chiều của chúng con, Chúa. Ô rasakadabara, ô là Chúa đội trên đầu chúng con, mão chiều của Ngài là sự nhân từ thương xót của Ngài, Chúa. Và sự thương xót nhân từ chúng con đời đời. Ừ, vì vậy một cái mão chiều đó nó đợi trên đầu chúng con đời đời, Chúa. Hallelujah. Ora sa kada bara yo o ngai kan Emmanuel. Emmanuel sang yo ngai. Bị vọng lại sao à? Chỗ có ai bị vọng lại? Sa kada bara yo. Ora sa kada bara bara sa et cho kala bara bara do yo so kala bara. Nhân thân của chúng nó nổ máy. Emmanuel. Emmanuel, tâm đầy quỳ, đầy Chúa thánh dưới chân Ngài. Lời là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng con chia sẻ khôn khó cõi đời, cảm thương đau đớn yêu đuối mỗi người. Đòn roi thân an Chúa gánh hết rồi. Emmanuel, giờ đây con chẳng thể nói lời, tình yêu Thiên Chúa qua đôi cao vời, tuyệt diệu thay danh Thánh Đức Chúa Trời. Emmanuel, giờ đây con đến với Chúa hết lòng, nguyện xin Cha thương tha thứ lỗi lầm, nhận con bơ vơ nay quay trở về. Emmanuel, để giai điệu như thế anh em có thể thuộc, có thể hát được không? Chỉ cần làm bridge lại kiến chúng rồi chúng hát cùng chúng con, Chúa ơi, thầy Linh hãy giúp chúng con hát cùng con. Hallelujah, ô hãy hát cùng chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, soi calabadurum. Emmanuel, hơi Emmanuel, chăm tay quỳ, lạy Chúa thánh dưới chân Ngài. Ngợi ca Emmanuel, Chúa ở cùng chúng con. Emmanuel, Emmanuel, hơi Emmanuel, chăm tay quỳ, lạy Chúa thánh dưới chân Ngài. Ngợi ca Emmanuel, Chúa ở cùng con, cùng con chia sẻ khôn khó cõi đời, cảm thương đau đớn yêu đuối mỗi người. Đòn roi thân ai cứ gánh hết rồi. Emmanuel, 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 chăm tay quỳ, lạy Chúa thánh dưới chân Ngài. Ngợi ca Emmanuel, Chúa ở cùng con, giờ đây con chẳng thể nói lên lời, tình yêu Thiên Chúa qua đôi tuyệt diệu thay danh Thánh Đức Chúa Trời. Emmanuel,
Em Emmanuel, đấng đầy quyền, đầy Chúa thánh dưới chân Ngài, người cả Emmanuel, Chúa ở cùng con. Giờ đây con đến với Chúa hết lòng, nguyện xin Cha Nguyện thương xin tha Cha thứ thương cho khi tôi lỗi lầm, con, con người bơ ta vơ yêu lênh thương đênh nay trên đường quay trở về. em Em Emmanuel. Amen. Chúa ơi, tạ ơn Cha yêu dấu. Emmanuel là danh của Ngài. Chúa Giêsu yêu dấu ơi, Ngài cùng chúng con trong tất cả mọi sự. Ô trong mọi gian khổ, mọi khốn khó. Ô là mọi cảm, mọi đau đớn, Chúa ơi, mọi yếu đuối. Ô là ra cả là mọi, ô chán trường, mọi thất bại. Thì Ngài vẫn là cùng chúng con, Chúa ơi, để trải nghiệm cùng chúng con. Ô là ra cả là để giúp chúng con, để vực chúng con khỏi trải nghiệm đó. Sự sống chúng con giấu trong Ngài, Chúa ơi, sự sống chúng con giấu ở trong Ngài. Vì thế bất kể sự đau đớn, mọi sự khốn khó, mọi sự yếu đuối nào, ô ra cả mà có thể ô xâm phạm được chúng con, thì chứng tỏ nó được lọc, sàng lọc, tinh lọc qua Ngài rồi, Chúa ạ. Ô ra Ngài đã cho phép nó sàng lọc qua Ngài thì mới có thể đậu đến chúng con được. Sẽ cả đời có nghĩa là nó có lợi ích cho chúng con, những đau đớn đó, ô là sự yếu đuối đó, sẽ cả có lợi cho chúng con, Chúa, ô để khiến chúng con càng gần Ngài hơn, ô để chúng con càng yêu Ngài hơn, sẽ cả để chúng con mặc lấy bản tính Ngài càng ngày càng giống Chúa hơn, Chúa ơi. Hallelujah, Cha dấu yêu chốn khát khao Ngài. Ô chốn khát khao Ngài, ô như con nai cái thảm khát nước, Chúa. Ô đời sẽ cả không ai có thể làm ô thỏa lại chúng con bởi Ngài, chính Ngài thôi. Bài 147 chị em nha. Sai ca đâm tư Giêsu con khát khao Ngài, nguyện Cha đến đầy dẫy trong con, chẳng có ai làm con thỏa lòng, chỉ bởi Cha đầy dẫy thân này, ông còn mong thêm nữa ơi Ngài. Giêsu con khát khao Ngài, nguyện Cha đến đầy dẫy trong con, chẳng có ai làm con thỏa lòng, chỉ bởi Cha đầy dẫy tâm này, lòng còn mong thêm nữa nơi Ngài. Lòng còn mong được nữa nơi Cha, lòng còn mong được nữa nơi Cha, hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào, chỉ mong từ Cha. Lòng còn mong được nữa nơi Cha, lòng còn mong được nữa nơi Cha, hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào, chỉ mong từ Cha đến từ Ngài. Hallelujah. Giêsu con khát khao Ngài, nguyện Cha đến đầy dẫy cho con, chẳng có ai làm con thỏa lòng, chỉ bởi Cha đầy dẫy tâm này, lòng còn mong thêm nữa nơi Ngài. Con khát khao Ngài, Thánh Linh con khát khao Ngài, Thánh Linh đầy dẫy trong con, chẳng có ai làm con thỏa lòng, chỉ Thánh Linh đầy dẫy tâm này, lòng còn mong thêm nữa nơi Ngài. Thánh Linh con khát khao Ngài, nguyện Thánh Linh đầy dẫy trong con, chẳng có ai làm con thỏa lòng, chỉ bởi Cha đầy dẫy tâm này, lòng còn mong thêm nữa nơi Ngài. Lòng con mong được nữa nơi Cha, lòng con mong được nữa nơi Cha, hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào, mong từ Cha thêm từ Ngài. Hallelujah. Ora sui chui kalu. Ora sui.
Giêsu con khát khao Hát ơi, sao ngài Cha đến đến đời dạy chúng con, chẳng có ai làm con khôn con lường, chỉ bởi Cha đầy dẫy lòng lòng con mong thiết Ngài. Giêsu con khát khao Ngài, nguyện Cha đến đây trong con, chẳng có ai làm con khôn lường, khi bơi cha đầy dẫy dâm đầy lòng con mong thêm nữa tươi ngày, lòng con mong được nữa nơi cha, lòng con mong được nữa nơi cha, còn con mong được kiếm người nào khi mong từ cha, lòng con mong được nữa nơi cha, lòng con mong được nữa nơi cha, hoặc con không kiếm nơi nào chỉ mong được cha thêm từ ngày. Giêsu con khát khao ơi, Cha đến đầy dẫy trong con, chẳng có ai làm con khôn lường, chỉ bởi Cha đầy dẫy trong này, lòng con mong thêm nữa nơi Ngài. Lòng con mong được nữa nơi Cha, lòng con mong được nữa nơi Cha, hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào mong được Cha thêm từ Ngài. Ô, Chúa ơi, từ Ngài, Chúa ơi, ra dây cả thêm từ Ngài, hãy thêm ô chúng khát khao Ngài, ô nguyện Chúa đầy dẫy cho con để chúng không tìm ai khác, không tìm kiếm một con người nào khác, không tìm kiếm một công việc nào khác, không tìm kiếm một sự việc nào khác, Chúa ạ, ô không tìm kiếm thế lực nào khác mà chỉ tìm kiếm Ngài, Chúa ạ, ô đầy dẫy sao trong chúng con, Chúa ơi, cho chúng con nhìn mặt Ngài để xem Ngài lạ lùng thế nào. Ô đơn giản chúng con yêu Ngài, Chúa ạ. Ô đơn giản chúng con yêu Ngài thôi. Chúng con thêm hơn nữa từ nơi Ngài. Hallelujah. Bài 42. Càng thêm hơn, càng thêm hơn, luôn luôn hơn, luôn luôn càng hơn, hơn như lòng Ngài, càng luôn thêm luôn hơn, hơn, càng hiểu hơn trong hơn trong đời hiểu ngài, hơn trong công càng hiểu việc hơn của trong công việc Ngài, của tôi ngài, luôn luôn tôi luôn luôn hơn, càng thêm hơn, càng thêm hơn, luôn luôn hơn, luôn luôn hơn, càng thêm hơn như lòng luôn Ngài, luôn luôn hơn, luôn càng hiểu hơn, hơn trong lời Ngài, hiểu càng hơn biết trong hơn trong công việc công của việc Ngài, Chúa ơi, của luôn luôn hơn, ngài, càng thêm hơn luôn từ Ngài, luôn luôn hơn, hơn, càng luôn thêm hơn như lòng Ngài, luôn luôn hơn, càng hiểu hơn luôn trong lời Ngài, càng hơn tiến trong hơn trong công việc của công Ngài, Chúa ơi, luôn luôn hơn. Chúa chính là Cha yêu thương mọi con mến. Lại là người Cha luôn luôn thấy nỗi khát khao, chẳng ai bằng không, không ai sánh Chúa Ngài. Chúa to bày ra, Chúa luôn người ban thành tín. Ngài to lên, bao ước muốn của trái tim. Hãy cho thêm, Chúa ơi, luôn luôn hơn. Chúa chính là Cha yêu thương mọi con chiều mến. Ngài là người Cha
luôn luôn thấy nỗi Luôn khát khao, chẳng ai và luôn thấy không, nỗi không khát ai sánh cùng Chúa khao, hỡi Ngài. luôn Chúa ta bày ra, luôn Chúa luôn người bạn thành tín, và Ngài giỏi và vương thay cho thêm. Chúa ơi, càng thêm hơn từ Ngài luôn luôn hơn, càng thêm hơn như là luôn luôn hơn, càng thêm hơn trong càng tiến hơn trong công việc của Ngài. Chúa ơi, luôn luôn hơn, càng thêm hơn, luôn luôn hơn, càng thêm hơn như là luôn luôn hơn, càng hiểu hơn trong càng tiến hơn trong công việc của Ngài. Tôi luôn luôn hơn, càng thêm hơn, Ngài luôn luôn hơn, càng thêm hơn, Ngài luôn luôn hơn, càng tiến hơn trong công, càng hiểu hơn trong Ngài, càng hiểu tiến hơn trong công việc của Ngài. Tôi luôn luôn hơn. Chúa chính là Cha Là cha yêu thương mà con chiều mến. Ngài là người Cha luôn luôn thấy nỗi khát khao, thấy chẳng nơi cả ai cao bằng chẳng không, không ai ai vào sánh cùng không Chúa ai sánh cùng ơi Ngài. Chúa với Ngài. Chúa ta bày Chúa ra, đó Chúa bày luôn ra, người bạn thành Chúa luôn người bạn tín, thành và tín, Ngài rõ hết Ngài và rõ vương của hết trái muôn phi, trái hãy cho thêm. Chúa ơi, luôn luôn hơn. Amen, Chúa ạ. Ô là Chúa dấu yêu, hãy cho chúng con thêm hơn nữa. Ô luôn thêm hơn nữa từ Ngài, Chúa ạ. Ô từ Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, và chúng con muốn được thêm hơn nữa chính Ngài thêm hơn nữa trên chúng con. Ô ra sang Calabria để chúng con hiểu lòng Ngài hơn nữa, Chúa ơi. Ô nguyện lòng Ngài trải ra với lòng Amen. Chúa ơi. Ô đã bao khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con ngợi khen Chúa, thì Chúa ơi, nguyện lòng của Ngài cũng trải ra với lòng chúng con. Chúa con trải lòng ra với Ngài rồi, nhưng Ngài trải lòng ra với chúng con, Chúa ơi. Ô để lòng chúng con với lòng Ngài được quyện vào với nhau, Chúa ơi, ở hiệp đại trong unison của Ngài. Ora sai kalabari yuru trong ora trong hòa quyện với trái tim của Ngài, với trái tim chúng con, Chúa ơi. Để lòng chúng con lòng Ngài được quyện với nhau. Urishi kalabari để chúng con luôn cuốn quýt bên Ngài, Chúa ơi. Sai kalabari ora hãy con thêm hơn nữa từ Hallelujah. Ngài, thêm hơn nữa từ lòng Ngài, thêm hơn nữa. Ô càng hiểu được Ngài hơn, Chúa ạ. Ô càng hiểu Ngài hơn, Chúa ơi. Thậm chí khi Ngài chưa phán mà chúng con đã hiểu Ngài rồi, Chúa ạ. Ô chúng con muốn được như vậy. Sai kalabari. Ô chúng con chỉ ô được gần Ngài, chúng con được lập tức hiểu Ngài luôn, Chúa ạ. Ô ra sai kalabari không cần. Ô chưa cần phải Ngài nói ra, chúng con đã hiểu Ngài rồi. Sai kalabari chúng con muốn, ô chúng con muốn như vậy. Amen, cha ơi, Ô như ra chúng con muốn có được tình yêu cao độ với Ngài, chúng con muốn sự gần gũi cha thân mật thật sát sao với Ngài. Cha ơi, ô ra ba chơi kalabari. Ô là trưởng Ngài cha cảm thôi, hiểu được Ngài rồi. Ô thậm chí không cần phải nhìn vào mắt Ngài, không cần phải nghe Amen, Ngài, đã amen. hiểu được Ngài rồi, Chúa ạ. Ô chúng muốn như vậy, Cha ơi. Ô trong thời gian này, ô khi chúng con có người yêu, ô khi chúng con có vợ có chồng yêu thương, ô là chúng con ô chỉ ở gần với nhau, chúng con đã hiểu được lòng của nhau, ô là chúng con có thể không cần phải nói với nhau, không cần phải thốt cái lời gì lên mà đã hiểu lòng nhau rồi, Chúa ạ. Ô là thì đối với Ngài còn hơn thế nữa, Cha ơi. Cha cả là chúng con muốn được hiểu Ngài hơn nữa. Ô là khi chúng con ở gần Ngài, ô là bất kể đâu chúng con được hiểu Ngài hơn, Cha ơi. Cha cả là hãy cho chúng con được thêm một nữa, thêm từ Ngài lên để chúng con hiểu được Ngài. Ô là sai cả là Amen, và khi chúng con đọc lời Chúa thì con lại càng hiểu sâu hơn nữa, càng được hiểu sâu hơn nữa, Chúa ơi. Ô là ba càng hiểu được bề rộng bề dài bề cao bề sâu của lời Ngài. Ô là sai cả là ô là để chúng con càng ngày càng tiến hơn trong công việc của Chúa. Ô để những điều gì Ngài mong muốn
trong đời sống chúng con, qua đời sống chúng con thì nó được thể hiện một cách rõ ràng nhất, hiệu quả nhất. Chúa ơi, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Chúa yêu Ngài, ô Chúa khát khao Ngài, ô không ai sánh với Ngài đâu Chúa ơi. Shankarabadu, ô đời Ngài là người bạn thân nhất của chúng con, Ngài là người cha tuyệt vời nhất của chúng con. Ô Amen. Ngài là chồng tuyệt vời nhất của chúng con Chúa ạ. Ô cha mẹ có thể bỏ chúng con, ô vợ ấy, chồng có thể bỏ chúng con, nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng con đâu Chúa ơi. Shankarabadu, Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, Chúa ơi. Shankarabadu, ô đời bà ngay giờ này, ô đời bà nguyện thần Chúa quyết, ô nguyện thần Chúa ô làm tan chảy lòng của chúng con và hòa quyện lòng chúng con với lòng của Ngài, ô để chúng con rất hiểu được Ngài Chúa ạ. Ô rơ sơi ca la bê, ô khi lòng của chúng con lòng Ngài được hòa quyện với nhau thành một Chúa ca la, thì chúng con mới hiểu Ngài. Ô không cần phải nhìn mắt Chúa, không cần phải nghe tiếng của Ngài mà vẫn hiểu được Ngài Chúa ơi. Sơi ca la, Chúa muốn như vậy. Ô ri sơi ca la ba la ba la bô li cô rô tô cô, ô rơ sơi ca la ba la ba la yô rô chơi bê. Ô đời hạnh nhất chúng con lên một đỉnh cao mới trong sự nhận biết Chúa. Thêm nữa cha ơi, ơi cả Chúa yêu Ngài, ô đơn giản Chúa yêu Ngài. Chúa thưa với Ngài rằng Chúa yêu Ngài không phải vì Ngài cứu chúng con, không phải vì Ngài ô thương xót chúng con, không phải vì Ngài ô đời giờ cho ban điều đó điều kiện con đâu Chúa ạ. Mà đơn giản Chúa yêu Ngài thôi Chúa ạ, Chúa yêu Ngài. Ô Ngài có thể không cho chúng con điều gì hết, mà thậm chí có thể bị ném xuống địa ngục chứ đó, mà con vẫn yêu Ngài Chúa ạ. Ô rơ sơ ca la bê đê ô rơ sơ ca la bê đê con yêu Ngài Chúa ạ. Ô rơ sơ không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì Chúa ạ. Ô rơ sơ ca la bê đê Ngài vẫn là đấng mà con yêu thương. Sơ Ngài đấng chúng con yêu thương Chúa ơi. Sơ ca la bê đê ô rơ ba bê đê sơ ca la bê đê yêu thương ca la bê đê yêu thương ba ô rơ ba bê đê Chúa hiểu rằng chúng con yêu được Ngài bởi vì tình yêu của Ngài trải trong chúng con, bởi Thánh Linh Ngài ban cho chúng con thôi. Ora chỉ có Thánh Linh của Ngài mới giúp chúng con yêu Ngài như vậy. Ora hãy giúp chúng con, hãy giúp chúng con yêu Ngài vô điều kiện Chúa ơi. Yêu chúng Ngài yêu chúng thế nào? Ora chúng con yêu Ngài. Ora say chúng con biết là chúng không thể yêu Ngài hơn thế được Chúa. Không thể yêu Ngài. Ora chúng con ít nhân yêu được những người yêu chúng con Chúa ơi. Ngài là vì Chúa, vì Ngài chuyển bình đẳng, Ngài đã chuyển công bình, Ngài đã chuyển bình đẳng. Ngài đã ra lệnh chúng con, điều gì đó thì chúng con cũng thể làm được. Ngài làm thế nào, chúng con cũng làm được như thế. Ngài yêu chúng con thế nào, thì chúng con cũng yêu Ngài như thế, Chúa ơi. Ngài yêu chúng con vô điều kiện, chúng con cũng thể yêu Ngài vô điều kiện rồi, Chúa ơi. Sai cả đa bên từ Thánh Linh ơi, tiếp tục đi Thánh Linh ơi, chúng con xin Ngài hãy làm trải lòng chúng con ta, để hòa quyện lòng chúng con với lòng của Cha, sẽ hòa quyện lòng chúng con với lòng của Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, mỗi khi chúng con cầu nguyện, Thánh Linh hãy giúp chúng con đan quyện lại với nhau, đan quyện lòng của con với lòng của Cha với nhau, đan quyện lại Chúa ơi, lập đan quyện lại và thắt chặt nó lại Chúa Thánh Linh ơi, thắt chặt lòng chúng con với lòng của Cha, lập như thể người nữ đan áo, như thể người nữ đan len vậy Chúa ơi, thắt chặt lại thành cái nối, thành những cái nút thật chặt Chúa ơi, Sai Caravelle, như thắt lưới vậy Chúa ơi, Sai Caravelle, để chúng con xa lưới của Chúa và không bao giờ ra khỏi lưới tình yêu của Ngài Chúa ạ, Sai Thánh Linh ơi, sẽ giúp chúng con, hòa quyện chúng con, trong lòng của Cha, thắt chặt chúng con bởi cái nút của tình yêu thương, sự thương xót nhân từ của Ngài, để chúng con không bao giờ rời khỏi Cha được, dù không một khoảnh khắc nào có thể rời khỏi Cha, để chúng con hoàn toàn phụ thuộc vào Cha, tuyệt đối phụ thuộc vào Ngài, Cha ơi, nhận biết Ngài như cần biết chơi sai cần đập bút đi đùn ô rô sai cầm ba anh sai cầm bút đùn chơi bê rô ô rô sai cầm ba bê 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 ô rô ba ba bê rô ôi hỡi thần linh của chúa cha thần linh chúa con ô rô ba la bê là thánh linh yêu dấu cho anh cần van xin ngài hãy làm nữa chúa ơi làm nữa trên các anh chị em chúng con ô rô sai cầm bút đùn ngài sự làm sự tập trung mọi sự cảm tạ mọi sự ngợi khen sự tôn quý trong danh vương squid sai cara bê xin Chúa dẫn kéo lòng của anh chị em chúng con với Ngài để chúng con không hướng vào chuyện huyễn, không hướng vào công việc đời này, không hướng về cái chuyện mà ăn gì uống gì
gì mặc gì, không hướng cái chuyện làm gì kiếm tiền ra sao, không hướng vào cái chuyện gì nữa chưa, không hướng vào cái chuyện người khác nhìn mình ra thế nào, không hướng vào chuyện dư luận xã hội nhìn mình ra sao, ô nhưng hướng về ngài ngay lúc này đây chưa, ô là vì ngài đang thăm viếng chúng con, ô là như Chúa Giêsu đã phán, ô ngài, ô vương cho các người khi biết được giờ Chúa người thăm viếng, vì Chúa đã từng thăm viếng Jerusalem, thăm viếng Israel, nhưng họ không biết cái giờ thăm viếng của họ. Ô nên khi hãy đi qua, ô thì lần sau họ phải bị đổ nát, ô không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào cả, Chúa ơi, ô nguyện Chúa, ô giúp chúng con trong sự mà Chúa trân trọng sự hiện diện của Ngài, ô trân trọng tôn kính sự động chạm của Ngài, Chúa ơi, sai cả để Chúa biết cắt hết tất tẩy ý tưởng hư không của thế gian này, sai cả ý tưởng hư không của cái đời, ô này sự mê tham của mắt, mê tham xác thịt kiêu ngạo của đời, sai cả là mọi sự lo toan hư không của cuộc đời, ăn gì uống gì mặc gì, ô này Chúa ơi, sai cả để tập trung của Chúa, ô để Chúa biết trân trọng những phút giây ô được hiệp nguyện với Ngài, Chúa ơi, sai cả da ba da ba da ba da ba da ba, ô để chúng con lên đỉnh cùng với Ngài, Chúa ơi, sai để chúng con lên ô cao trào nhất ô với Ngài, Chúa ơi, sai cả da ba da ba da ba da, Chúa ơi, mỗi khi người nam người nữ giao hợp với nhau trong quan hệ vợ chồng thánh khiết, Chúa họ lên đỉnh, họ quên hết tất cả mọi sự, Chúa ơi, sai cả da ba da ba, ô để chúng con muốn ô tương giao với Ngài, Chúa quên hết tất cả mọi sự, Chúa ơi, ba 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 da da da, Chúa chỉ biết Ngài thôi, Chúa ơi, Chúa chỉ biết Ngài thôi, Chúa là ba da ba da ba da da da, ô Cha dâu ơi, Ngài chúng con yêu thương, Ngài chúng con gọi sai cả da, Ngài là Cha là chồng là Chúa là bạn, ô là thầy đời đời chúng con, sai lời cả da ba da, tất thảy lời tôn quý nhất, tất thảy lời tinh hoa nhất, tất thảy lời ô hòa mỹ nhất chúng dâng cho Ngài, ô mọi lời cao quý, ô mọi sự tinh hoa nhất của lòng Chúa dâng dâng cho Ngài, Cha ơi, sai cả da ba da ba da, chúng con dâng lòng Chúa cho Cha, như là bà như của thế sống một thành mùi hương vậy, chưa là bà để Cha đẹp lòng, rồi đi cả là bà để Cha bà để Cha ơi, con ô là bà để bà để bà để bà để, ô đi cả là bà để bà để dâng cả là bà để bà để số, ô đi cả là ta tu cứu rồi bà. Ô hãy quyện lòng lòng chúng con lại, ô hãy than chúng con, ô đa ba ba đi đi, ô đa ba đi 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 baba elesse el twaka baba urukara bresel shori kara bresel babolo kara barejebe o la babre chúng con hòa quyện với Ngài, hòa quyện thật chặt với Ngài, thật chặt với Ngài, ô thật chặt với Ngài, Chúa thật chặt với Ngài, sai kara babre o la babre jebe, anh chị em khi trong cầu nguyện hãy nhắm mắt lại đừng để ý xung quanh, sai kara babre sai kara babre tori kro zoro shi kara bara bara kada so kono dru uru so kara babre bebre papa bodo bebre. Hãy tập trung một ngày, tập trung một ngày. Ô, hãy trân trọng những giây phút này, bởi những giây phút động chạm với Chúa thôi, chỉ một phút, chỉ một giây động chạm trong sự hòa quyện này thôi. Ô, nó thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Ô, nó bằng, nó hơn cả hàng trăm năm đi với Chúa, hàng trăm năm kiêng cầu nguyện. Ô, hàng trăm năm kiêng cầu nguyện. Ô, cũng không bằng một cái sự động chạm ngọt ngào của Chúa. Ô, ra dây cà bê đê đê đê. Ô, ra bê đê anh em. Ô, hãy trân trọng sự động chạm ngọt ngào của Chúa. Bởi những sự động chạm một cái biến đặc biệt của Chúa, các ngọn ngào của Chúa này nó hơn rất nhiều, hơn vô số rất nhiều những cái sự cầu nguyện thậm chí như ăn cầu nguyện, than khóc khác. Shagada babriri, ensai babriri, sai cầu Chúa ơi, Chúa trân trọng sự hiện diện này, trân trọng sự động chạm thăm biến của Ngài, Chúa. Ora babriri, sai cầu babriri, ô Ngài thăm biến ngay chúng con lúc này để hòa quyện chúng con, để đan quyện chúng con như đan lưới, đan áo. Ora sai cầu ô như đan lưới cho ạ, và thắt chặt chúng con với sợi dây bền chặt thánh linh Ngài. Hallelujah, sa ca để chúng con thực sự ở trong Cha, ô để Cha thực sự trong chúng con. Hallelujah. Hallelujah, thánh linh ơi, ôre bê bê sơn cơ lê bê bê sơn bê 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 bê
ơi, Odisha Galabara, ngài nghĩ gì, ngài mong muốn gì, ngài ước vọng gì, ô đời chuyển hết sang chúng con chưa ạ, ô để tất thảy ô ước vọng của ngài trở thành ước vọng chúng con, mọi mong ước của ngài trở thành mong ước chúng con, Chúa ơi, ô mọi khát vọng của ngài đều trở thành khát vọng của chúng con, Chúa ơi, Shaykh ô đời để chúng con thực sự là cái phần nối tiếp theo của Chúa ở trên thế gian này, ở trong cõi sáng tạo này, Chúa như Đức Chúa Con từ trong lòng Cha, đã phải bước ra để giải bày Cha cho thế gian biết, thì chúng con muốn như vậy, từ trong lòng Cha khi chúng con vào trong thế gian này, khi sống trong cõi sáng tạo này thì chúng con là những người giải bày Cha cho thế gian biết, Cha ơi, để chúng con bày tỏ vinh hiển của Ngài, trong khắp mọi cõi sáng tạo này, Cha ơi, Kalabala hãy giúp chúng con, Cha yêu ơi. Hallelujah. Hallelujah. Ô chúng tạ ơn Chúa. Ô ngợi khen Chúa ngày hôm nay. Ngợi khen Chúa. Ô đập bập bập giờ chúng dâng lên ngay giờ này Chúa các giá trị hôn nhân gia đình Chúa. Ô đập bập bập giờ con bập giờ con bập 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 giờ. Ô đưa xây cao lên về mỗi chúng con ai đó đều có gia đình riêng. Ô có vợ có chồng hay đã từng trải qua. Ô đập giờ giờ ô đập xây cao lên giờ xây cao lên giờ. Ô đập bập Chúa giúp con dạy cho chúng con để chúng con nhìn thấy đấy hình ảnh của quan hệ của nàng dâu. Ô nàng dâu của ngài với chàng rể đấng Christ Chúa ơi. Để chúng con không chỉ nhìn cái hôn nhân của mình đơn giản như hôn nhân giữa hai người vợ người chồng bình thường thôi đâu chưa ạ, nhưng chúng con nhìn thấy được cái hình ảnh với cả nàng dâu của ngài chưa ạ, để mỗi người trong vợ trong chồng chúng con đều nhận thức rõ ràng như vậy, để người chồng được nhận thức cao độ rằng mình đóng vai trò như Chúa Giêsu Christ chàng rể ra trong gia đình này, còn người vợ thì nhận thức cao độ rằng đang đóng vai trò như hội thánh của Chúa để chuẩn bị nghênh tiếp Chúa làm sạch tinh sạch mình làm mọi sự đẹp lòng của Chúa mình, còn người chồng thì yêu thương vợ phó chính mình cho vợ Chúa ơi, như Chúa Giêsu Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình hội thánh Chúa ơi. Để vợ chồng yêu thương nhau, vợ chồng ở gần với nhau, quẹn lòng với nhau và hiểu thấu nhau chưa, không cần phải nói, không cần phải nhìn, chỉ cần ở với nhau họ đã hiểu điều rồi, họ hiểu tâm trạng của nhau, họ hiểu được gọi là ý thích của nhau, họ hiểu ước muốn của nhau, họ hiểu được khát vọng của nhau, họ hiểu được lòng của nhau chơi. Cha yêu ơi, con biết rằng chúng con chỉ có thể hiểu được lòng của nhau khi chúng con hiểu lòng của Ngài chưa ạ, vì vậy điều tối cần chúng cần nhất đó là mỗi chúng con người vợ anh người chồng đều phải được hòa quyện với lòng của Ngài Cha ơi, chỉ khi chúng con hòa quyện với lòng của Ngài chúng con mới có thể nhạy bén được với cả người bạn đời của mình, ra sao chúng con mới có thể yêu người bạn đời của mình được chưa ạ, như Ngài mong muốn bằng không thì sớm muộn nó cũng cái tình yêu đó nó cũng lụi tàn theo thời gian theo cảm xúc theo những hoàn cảnh, nhưng ở trong Ngài được hòa quyện với Ngài chúng con sẽ hiểu thấu được bạn đời của mình Chúa ạ, chúng con sẽ trân trọng người bạn đời của mình vì chúng con biết rằng đây là cái hình ảnh của quan hệ giữa Chúa Giêsu Christ và nàng dâu của Ngài, Hallelujah, giúp chúng con hãy giúp chúng con nhận thức được cao độ điều đó Chúa ạ, vì Chúa luôn dành chúng con những điều tinh hoa nhất Chúa ơi, Chúa luôn dành cho chúng con những đồ ăn thánh như những hạt chay tuyệt vời nhất Chúa ạ, chúng con không phải cái loại chó loại heo để coi thường điều đó, chúng con rất trân trọng những sự ban cho của Ngài, chúng con trân trọng chính Ngài trước tiên, chúng con trân trọng Ngài và tất cả mọi sự ban cho của Ngài chúng con đều trân quý, vì nó ra từ Ngài, vì nó thể hiện được lòng của Ngài với chúng con, Chúa ơi, mọi tinh hoa nhất của lòng chúng con vắt kiệt hết đền dâng cho Ngài, và chúng con biết rằng Ngài, cũng báo trả chúng con, cũng dâng cũng ban chúng con điều tinh hoa nhất từ lòng của Ngài, Cha ơi. Vì Ngài không bao giờ chịu ở đằng đuôi chưa ạ, Ngài luôn Chúa Trời, Ngài luôn đằng đầu, khi chúng con muốn tỏ lòng ra chúng con yêu Ngài nhất Chúa, Chúa dâng lên Ngài những điều tinh hoa nhất Chúa ơi, Shaka thì Ngài chấp nhận điều đó, nhưng Ngài Ngài không chịu kém chúng con, Ngài dâng điều tinh hoa nhất và tuyệt vời nhất cho chúng con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không chịu ban lại cho chúng con cái gì kém chúng con dâng cho Ngài đâu Chúa ơi, điều gì mà chúng con là tinh hoa nhất Chúa dâng cho Ngài, thì Ngài cũng dâng điều tinh hoa nhất của Ngài cho chúng con, Chúa, Hallelujah, tạ ơn Cha,
Trong danh tan thành cái khối u hay là cái khối tắc ở trong mạch máu não của ai đó, sakada ta tan thành trong danh Jesus, ta công bố ora huyết Jesus trên cái vết u, khối u hay khối đông máu đó, cái cục máu tan trong danh Jesus, tất tẩy mọi cản trở ora sakada, mọi đối thủ linh ora tan thành, sa ta đốt trong lửa của Đức Chúa Trời trên một người nào đó trong nhóm đặc nhiệm này, sakada ta công bố sự u kể cả thuộc linh cũng thuộc thể trong cái khối não đó, trong cái trí óc đó đều bị tan ngay giờ này trong danh Jesus Christ, Sakada và mạch đã thông, huyết mạch đã thông, Sakada thần kinh đã thông, dây thần kinh đã thông, Sakada để có thể truyền tải tất cả các thông điệp của Đức Chúa Trời xuống các phần còn lại, Sakada chúng ta ơn Chúa, Hallelujah, ngợi khen Cha yêu dấu, nguyện thần cầu nguyện này sẽ ân phước ngài đổ cho chúng con để chúng con cầu nguyện trong thần của lẽ thật. Ô Chúa yêu Cha thật nhiều, cầu nguyện nhân danh vua Jesus. Amen. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Ô Rasaka, chúng ta chuẩn bị cầu nguyện nhá cho gia đình đi, cho gia đình. Hallelujah, mỗi một ngày. Hôm nay Chúa cũng tỏ cái gì mới cho chúng ta đúng không anh em? Trong lúc chúng ta cầu nguyện đấy, anh chị em có thấy cái điều gì mới không? Alo anh chị em. Alo dạ. Mấy chị em có thấy điều gì mới không? Các anh em có thấy điều gì mới không trong lúc cầu nguyện đấy? Dạ. Cái đoạn cha có nhắc là khi mà cầu nguyện mình phải hoàn toàn tập trung vô để kết hiệp một với Chúa, để chỉ cần như vậy thôi thì mình sẽ được Chúa động chạm, thì nó còn hơn cả 100 năm ăn kiêng hay là cầu nguyện bằng sức của mình. Mình hòa quyện với Chúa đấy. Chúa, trong lúc cầu nguyện tôi nhìn thấy những cái tấm lưới, những người đan áo, và Chúa muốn để lòng của mình trải ra tương tự như mình, như cuộn len hay cuộn lưới đấy, cuộn dây cước ấy, hòa quyện với cả trong lòng của Chúa Cha nữa, để quyện với nhau, để lòng của mình đấy quyện lại với lòng của Chúa, quấn lại và Chúa Thánh Linh thắt lại những cái vết đấy để mình không bao giờ rời xa khỏi Chúa. Và khi lòng mình quyện với lòng Chúa đấy, mình hiểu thấu được lòng của Ngài. Khi hiểu lòng của nhau rất tuyệt vời anh chị em ạ, khi hiểu lòng của nhau đấy, khi mà lên một cái đỉnh cao của mối tương giao ấy, mà hiểu lòng của nhau ấy, trong tình yêu đấy, hiểu lòng của nhau, trái tim hiểu của nhau, mà chúng ta cứ nói là cùng tim, cùng tiếng, cùng chung nhịp đập con tim đấy, là nói đấy, tiếng Anh là unison, hay có phải không nhỉ, unison, một nhịp đập con tim đấy, để quen với nhau thì hiểu được, thậm chí không cần phải nói cũng có hiểu được. Thông thường bình thường chúng ta có hai người hiểu nhau ấy, thì người ta nói chỉ cần nhìn một cái ánh mắt thôi đã hiểu ý của nhau rồi, đúng không ạ? Chưa cần phải nói lời đấy, nhưng họ nhìn ánh mắt thì họ đã hiểu ý nhau rồi, đấy là một chuyện. Nhưng thậm chí là Chúa muốn chúng ta thậm chí là không cần phải nhìn ánh mắt, mà cũng không phải nói, mà đã hiểu được lòng của Chúa rồi, hiểu được ý của Ngài rồi, chứ không cần phải là đến tận khi nghe tiếng Chúa nói ra bắt đầu mới hiểu. Chúa muốn chúng ta tương giao với Chúa thật gần, thật quen với nhau anh chị em ạ. Mà trong tương giao thì chúng ta phải để ý đấy, nếu mà những lúc cầu nguyện ấy mà chúng ta cứ thờ ơ hay là bận tay làm việc khác đấy anh chị em ạ, đấy, thì chúng ta sẽ mất đi cái sự mà ngọt ngào và sự sâu sắc đấy, thế không có đâu. Như là tay mình nấu nướng chẳng hạn này, mình bật đèn sờ sờ cái gì đấy chẳng hạn đấy, thì mình sẽ không trải nghiệm được cái sự sâu sắc ấy đâu. Nên trong nhiều lúc cầu nguyện, tại sao chúng ta biệt riêng, chúng ta cần nhắm mắt lại thế đấy. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện nhắm mắt không phải là để mà nhắm mắt, mà cầu nguyện nhắm mắt để tập trung, để không nhìn vào cái sự xung quanh nữa.
để khi nhắm mắt Amen. hình dung ra Chúa ở trước mặt mình đang trong lòng trong tay hay trong cái gì đấy của Chúa, mình hình dung như thế. Còn nếu chúng ta Amen. mở mắt thì nó sẽ bị phân tâm rất nhiều anh chị em ạ. Đặc biệt lại nếu chúng ta làm cái chuyện gì song song nữa ấy, thì chúng ta bị phân tâm rất nhiều. Nên tôi Thánh Linh Chúa nhắc nhở lại chuyện đấy anh chị em đấy. Nếu anh chị em muốn được tăng trưởng trong sự gần gũi mật thiết với Chúa đấy, thì trong cầu nguyện chúng ta nên nhắm mắt lại và tập trung với Chúa thôi. Đừng đừng làm cái việc khác nữa. Amen. Tương tự như là anh chị em có để ý này, khi mà anh chị em có vợ chồng mà giao hợp với nhau đấy, khi hai vợ chồng mà giao hợp với nhau đấy, ở trong phòng hôn phòng the này, anh chị em để ý chưa, những người mà có vợ có chồng đấy, thì bây giờ anh chị em hình dung xem là đang giao hợp với nhau, thế nhưng mà người vợ thì lại cứ cầm điện thoại cứ cứ nhắn 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 nhắn, thì không biết người chồng sẽ nghĩ thế nào. Các anh chị em đấy, hoặc ngược lại, người vợ đang yêu thương này, người chồng lại cứ mở internet lướt lướt, hoặc là vẫn cứ gọi gì nhỉ, uống nước trà khà 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 khà, hay điện thoại với ai đó chẳng hạn, thì sẽ ra sao? Thì nhìn cái hình ảnh đấy thôi là mình sẽ thấy được sự buồn lòng của cái người bên kia, sự buồn lòng của cái người mà đang yêu mình đấy. Và thậm chí cái người yêu của mình đấy, cái người mình đang yêu mình đấy mà thấy mình phân tâm như thế đấy, thì họ cảm thấy bị xúc phạm, họ cảm thấy bị tổn thương rằng họ chỉ là một nô lệ tình dục thôi. Tôi cảm thấy như vậy. Và nếu thế nữa, trong lúc mà chúng ta tương giao với Chúa đấy mà chúng ta lại còn làm cái khác đấy, tương giao tất nhiên tôi nói chúng ta tương giao nhiều nhá, tương giao kể mở mắt nhắm mắt thì chúng ta vẫn tương giao được mức độ nào đó, nhưng mà có giây phút anh chị em phải tôn quý những cái lúc mà chúng ta phải cần phải nhắm mắt lại nhá, cắt hết tất cả mọi sự đi, chỉ tương giao với Chúa thôi, hình dung tập trung vào hoàn toàn vào Chúa. Thậm chí trong lúc cầu nguyện chung đấy, mà lúc nào mà chúng ta đi đang nhắc nhở đấy, thì hãy 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 nhạy bén trong lúc đó nữa, hãy nhạy bén lúc đó, phải bỏ luôn cả công việc khác nhá, đấy, để mà chốt luôn cái thời cơ đấy. Không đơn giản là Chúa đặt để trên mình những cái người mà lãnh đạo nào đó, khi họ có một sự nhạy bén nào đó nhất định trong thánh linh của Chúa, khi họ dẫn mình trong sự thờ phượng mà thấy bất kể những người Lê-vi đấy là người mà dẫn và chuẩn bị lòng của dân đến sự thờ phượng Chúa, để họ gặp được Đức Chúa Trời, gặp mặt của Chúa, nó dọn lòng. Khi những cái người lãnh đạo ca hát ca đoàn này, và thậm chí người mà bắt đầu đang khởi sự cầu nguyện này, thì nhiệm vụ của họ như thế tế lễ để dâng mình cho Chúa đấy, để dọn lòng chúng ta, để giúp chúng ta đến gần với Chúa. Nên chúng ta cần nhạy bén cả những cái gọi là khẩu lệnh của họ nữa anh chị em ạ. Người Lê-vi họ làm gì đấy là chúng ta phải làm theo ấy, để mà dễ dàng đi vào trong nơi của Chúa. Tại người Lê-vi họ đi trước mà, họ thổi kèn họ đi trước đấy, họ ngợi khen Chúa họ đi trước để họ làm mẫu cho mình, để mở cái đường đấy, sau đó mình đi vào, mình đi theo theo dòng chảy đó. Thí dụ như là trong lúc ca đoàn người ta hát đấy, thì mình hát theo đấy, mặc dù là có thể giai điệu khác, có thể là gì nhỉ, có thể là lời khác đấy. Nếu mà mình mà không được hát trong lòng bởi Thánh Linh đấy, thì mình tốt nhất mình đi theo cái người mà người ta hát đấy, người ta đang hát thế nào thì mình hát theo như vậy, để mà dễ vào trong cái dòng chảy đấy. Tất nhiên có điều kiện đây là cái người Lê-vi đấy họ cần thiết là phải được sức dầu bởi Thánh Linh. Đấy là yêu cầu của họ rồi. Nên là hãy coi chừng chuyện đấy. Hôm nay Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu cũng nhắc lại cái chuyện này mà khi Ngài ngó nhìn Thành và Ngài khóc đúng không? Ngài bảo là ước gì, Thì khóc quá. ước gì Ngài biết được các ngươi được thăm viếng thế nào ấy. Ước chi đấy. Ở cho đoạn nào nhỉ, đoạn sách sách mình xin mát rồi sao này, hay sống mát này, Luca đọc lại đến chúng cho mấy hả? trai bao nhiêu nhỉ, nào nó đây ở trong đoạn nào không? Ô
Hallelujah. Luca đoạn 19 Luca 40 đoạn 19 41 đến 41 Luca19 Luca Luca chương 19 Luca 41 đến 44 Khi Chúa Giêsu đến gần, thấy thì khóc về thành và phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay những sự ấy giấu kín nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mấy hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đấy. Cái câu chủ đạo đây đấy là câu được thăm viếng đấy, chị em ạ. Nhấn mạnh những chuyện đấy đấy. Và nhiều người họ bỏ qua cái sự thăm viếng của Chúa Trời. Nhiều hội thánh, nhiều dân tộc, nhiều quốc gia họ coi thường sự thăm viếng của Chúa. Cái câu này câu Chúa không chỉ nói về tiên tri về Jerusalem đâu, không chỉ tiên tri về Israel lúc đó đâu, mà Chúa nói cho cả chúng ta nữa. Khi mà Chúa thăm viếng mình ấy, mà mình không để ý đến ấy, tại Chúa thăm viếng làm cho mạnh lên mà. Cái sự thăm viếng của Chúa làm cho mình hòa quyện với Chúa, hiểu ý, biết được ý của Chúa. Để mà tại Chúa thăm viếng đều có mục đích đấy. Mục đích là để chuẩn bị mình cái gì đấy cho cái sự mà sắp tới. Đấy. Nên khi Chúa thăm viếng cái dân nào đấy là Chúa biết cái chương trình, cái điều gì sẽ xảy ra đến dân đó rồi. Nên Chúa thăm viếng để thêm sức, thêm sự khôn ngoan cho cái dân đấy. Nhưng dân không biết, dân mải đi lấy vợ cả chồng, mải đi buôn bán nọ đã kia đã. Ok, được rồi. Thế sau đến thời điểm đấy khi bắt đầu cái dân địch nó đến, thôi. Họ không chuẩn bị mà. Họ không biết là cái thời điểm họ thăm viếng, đang cái thời điểm thăm viếng họ phải tích lũy lương thực, tích lũy sức lực vào, thì họ không tích lũy. Họ cứ mải chơi, mải đi buôn bán thôi, họ quên hết mọi chuyện. Thế đến khi mà quân địch nó đến thì thôi, xong. Nó làm tan hoang luôn, làm cho như lời Chúa nói đấy là ngày xảy cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây chặt mày bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho hòn đá nào chồng hòn đá kia cả. Nên khi mà Chúa thăm viếng, anh chị em phải trân trọng chuyện đấy. Bất kể lúc nào anh chị em đi thăm, đi gọi là cầu nguyện ở đâu đó, đi ngợi khen thầu Chúa, bất kể cái nào cũng thế, không quan trọng anh chị em ạ. Hãy cố gắng tìm được cái sự nhạy bén với thánh linh của Chúa để thấy sự hiện diện Chúa ở đâu đó anh chị em ạ. Để mình không bị bỏ qua những giây phút đó, không bỏ qua giây phút đó. Kể cả anh chị em có thể đến một hội thánh khác, hội thánh công giáo, hội thánh nào mà cậy, nhưng mà nếu mà ông mục sư nào đó, mình có đến đó mình không chưa cảm thấy sự hiện diện thánh linh mấy nhá, có thể thế đi. Đấy, bởi vì là cái tần số của mình nó đòi hỏi cao hơn. Nhưng mà nếu mà có ông lãnh đạo nào đấy, người ca hát nào đó, người dẫn ca đoàn hay mục sư nào đó hay trà đạo đó đang nói rằng là Chúa đang ở đây, Chúa thăm viếng đây, thì mình phải thận trọng lại nhá, đừng có cười ông ta mà kệ ông ta, rằng ông ta giảng dở quá hay là thế nào, hay hát không hay mà kệ họ. Nhưng mà nếu mà đã có ai đó đã nói rằng là Chúa ở đây, cảm ơn Chúa sự động chạm ngài, cảm ơn Chúa sự thăm viếng, thì hãy lưu tâm cái chuyện đó. Amen. Amen. Chuyện là Chúa, vâng ạ. Mình nhắm mắt lại là mình để ý Chúa thăm viếng con, thì Chúa thăm viếng con đi, để cho những phút giây đấy là mình không bị bỏ lỡ. Đừng có coi thường hội thánh khác hay là cái người dẫn hát khác dở quá hay thế kia. Để trong lúc thờ phượng Chúa là chúng ta thờ phượng Chúa mà. Chứ không phải là cái người kia đó họ đang giúp chúng ta thờ phượng Chúa thôi, chứ không phải là để mà chúng ta chê bai rằng là hát dở thế, đánh đàn dở thế, lời hát thế này cũng hát, nhảy thế này cũng nhảy, cầu nguyện thế này bao đời cầu nguyện. Đấy chuyện của họ. Còn cái phần họ đang làm đấy là đã nhắc nhở chúng ta rằng là mọi tạo vật đang thờ phượng Chúa đấy, để cho ngươi cũng phải thờ phượng Chúa đi, chứ không phải ngươi đứng đấy để mà chỉ tay năm ngón để mà phán xét. Nên để ý đến những sự thăm viếng của Chúa nhá. Hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta đấy,
hãy coi trọng tham viếng của Chúa. Nên trong lúc cầu nguyện ở đó mà bất kể tôi hay ai đó mà dẫn cầu nguyện đấy mà cảm thấy sự tham viếng của Chúa thì chúng ta phải lưu ý đến đấy anh chị em nhé. Không tương lai nữa anh chị em ạ. Hallelujah. Để hòa quyện với Chúa thì tuyệt vời. Hòa quyện với Chúa thì chúng ta sẽ hiểu lòng Chúa hơn. Và lúc đấy những mỗi sự suy tư của chúng ta ấy là nó đậm sâu luôn bản chất của Chúa luôn. Như là đúng thực sự là Chúa đang suy tư qua mình, Chúa nói qua mình, Chúa nhìn qua mình, Chúa hành động qua mình. Và chúng ta hết thảy là đều vấp phạm ít nhiều cả, kiểu gì cũng bị. Nên là chỉ có cách tối đa là hướng về Chúa, hướng về Chúa để bắt chước được Chúa Trời, để cho Ngài sử dụng mình. Amen. Tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện đi, cầu nguyện cho gia đình đấy, các giá trị hôn nhân gia đình. Shakadabarat. Các anh chị em cần đi nghỉ sớm đấy thì cứ cầu nguyện sớm đi. Dạ, con xin phép cầu nguyện trước Amen. nè. Dạ, con cầu nguyện hơi dài bữa nay. Con cảm tạ cha đã yêu thương con từ trước khi con còn là một tội nhân. Ngài đã cứu con từ nơi tối tăm, rửa sạch con khỏi mọi tội lỗi, để con được nên con cái sáng láng của Ngài. Con đã không còn xa cách Ngài, không còn là dân ngoại, không biết đến Đức Chúa Trời và không có sự trông cậy trong thế gian. Nhưng nhờ ơn Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng con được mặc lấy người mới, được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Cha. Và qua Đức Chúa Giêsu được theo hình ảnh của Đức Chúa Cha mang vinh hiển của nước trời và được đổi chỗ với Chúa Giêsu Christ. Ngài đã phải gánh lấy mọi sự cám dỗ, mọi ý tưởng hư không, mọi tư dục xấu xa, mọi sự phỉ báng, ô nhục, đau đớn, tội lỗi và sự chết của con người cũ chúng con. Còn chúng con thì chẳng phải bởi việc lành hay giữ chọn luật pháp, nhưng bởi lòng thương xót và đức tin vào danh con một ngày mà được cứu, được nên dòng dõi Israel thuộc linh đồng bất với các thánh đồ và là một phần Amen. trong thân thể Đấng Christ, được ngồi vào vị trí của Đấng Christ, đồng sống lại với Ngài, đồng cai trị và đồng ngồi trên bên hữu Cha ở các nơi trên trời trong Đấng Christ. Cha đã ban cho chúng con Đức Thánh Linh như đã hứa. Ngài là Đấng an ủi, Đấng cầu thay, Đấng chăn chiên, Ngài là thầy giáo, luật sư, là người cha, người anh, người chồng, hầu nâng niu, che chở, cáo trách, sửa phạt, huấn luyện chúng con từ con đỏ chỉ biết ăn sữa, đòi hỏi, nương nhờ vào sự nâng đỡ của cha, trở nên bậc thần nhân, biết dùng lẽ thật và dùng tâm trí mình mà phân biệt điều lành điều dữ. Amen. Nên mới có câu: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì mọi điều khác được ban cho thêm nữa. Ngài là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, muôn vật được dựng nên hoặc bị hủy diệt bởi lời của Ngài. Vì khi Ngài đưa hơi thở vào một tạo vật, lập tức vật ấy có linh hồn sống. Chúng con được chuộc và được ứng chứng bởi Chúa Thánh Linh thì trở nên đền thờ thánh của Ngài, từ tội nhân trở nên con cái sáng láng, là người kế tự cơ nghiệp Ngài. Mà cơ nghiệp lớn và trước nhất là bản tính của Đức Chúa Trời, là bản chất nước trời và sự công bình của Ngài, cùng mọi năng quyền trên trời dưới đất. Và một trong sáu là lời Ngài có năng quyền và quyền năng để nhổ hoặc phá đổ, làm mồi cho sự chết đến với Satan và các quỷ của nó, cho các con cái Babylon và những kẻ chẳng tin mà chủ nhân của họ là vua chúa của thế gian mờ tối này, là thần dữ trên các miền trời. Hoặc lời của Ngài cũng có thể trồng, gây dựng, là mồi sống cho những người khát khao lẽ thật tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự công bình của Ngài là thế nào, để những gì chúng con đóng dưới đất thì trên trời cũng đóng, và những gì chúng con mở dưới đất thì trên trời cũng mở. Cha đã đặt lời Ngài trong ngôn miệng chúng con, cho chúng con núp dưới bóng cánh Cha để dựng tầng trời và lập nền đất theo sự giàu có vinh hiển của ân điển và quyền năng được ban cho. Cha cũng đã ban cho chúng con chiên đầu đàn, đó là mục sư Nguyễn Mạnh Cường của chúng con. Vì Cha biết chúng con khi đương còn thơ ấu thì chẳng nghe được tiếng chủ chiên, nhưng chỉ nghe và bắt chước và làm theo chiên đầu đàn cho đến kỳ đã định mà trưởng thành thêm hơn. Trong mục sư, chúng con thấy được hình ảnh của Cha, của tất cả, như là người cha, người thầy, người anh, người bạn, và là tấm gương vâng lời, tận tâm, kiên trì mà hầu việc cha. Cảm tạ cha, tình yêu của cha dành cho chúng con lớn lao dường nào. Xin cho chúng con có được sự thông sáng cùng mọi sự hiểu biết thiêng liêng khác để hiểu được tình yêu của cha, của Đấng Christ là lớn lao dường nào. Tình yêu thương và bình an vượt qua mọi sự hiểu biết.
nhận biết cha ngày một hơn, sống đẹp lòng cha mọi đàng và được tự do trong mọi bề. Xin cha hãy tự do đi lại, tự do hành động trong chúng con, phẫu thuật lòng dạ cứt cỏi của chúng con và thay vào đó là màng thịt. Xin cha sàng lọc những tư tưởng len lỏi và tâm trí của chúng con để những gì chúng con tiếp nhận là đáng để tiếp nhận, chứ chẳng phải là phần ô uế của thế gian và gian ác của ma quỷ. Xin cắt bỏ những phần thân thể hư mất hoặc bị hoại tử của chúng con về thuộc linh cũng như thuộc thể, vì chúng con đã được sinh lại bởi thánh linh cha như cành nho gắn liền với thân nho, thì phần nhánh bị cắt đi sẽ đâm chồi mới cho nhánh mới trẻ khỏe và cho ra hoa kết quả. Cha đã mở mắt, mở tay, mở lòng chúng con để cho chúng con thấy được sự trần truồng của thế gian rồi, cũng thấy được sự sáng láng, cao sang và vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì chúng con chẳng còn phục dưới vua chúa đời này nữa, nhưng là phục dưới chân cha. Con quyết tâm đóng đinh con người cũ tội lỗi xấu xa đen tối. Xin cha nắm tay hữu con và tiếp sức cho con. Cũng xin cha ban cho chúng con tiếp là tiếp điểm để cha đụng chạm, hầu đổi mới tâm trí, thay đổi tấm lòng gia đình chúng con và tất cả những người chúng con gặp gỡ. Xin cha hành động qua chúng con như cách phải có để những người ấy cũng được như chúng con và còn rõ hơn nữa trong bản tính của cha, mà làm đầy dẫy con cái thật của cha trên đất. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con tuyên bố không những chúng con mà cả nhà chúng con đều phục dưới chân cha mà hầu việc cha. Nguyện sinh thành kính sợ Đức Chúa Trời ở với chúng con đến đời đời, hầu cho chúng con sẽ chẳng thể nào xa khỏi mặt cha, sống theo lẽ thật, cho chúng con được ngợi khen thờ phượng cha cách phải lẽ và biết dân đời sống mình như của lễ sống và thánh, như của lễ dân có hương thơm. Và nguyện danh cha sẽ vinh hiển trong và qua Sion của cha, trải qua các thời đại đến muôn đời. Amen. Con xin được chia sẻ một điều. Trong lúc cầu nguyện nhóm, Đức Chúa Trời đã tỏ cho con điều này. Ngài là đấng tạo hóa có mục đích, Ngài đang lập trình lại tâm trí và tấm lòng con. Nên khi con ước muốn được nên giống Ngài, có bản tính của Ngài, thì Ngài khuyên con hãy bắt đầu từ việc nhỏ, từ trong chính gia đình của mình. Con nghĩ con có đủ lòng yêu thương và nhẫn nại với con cái của mình không? Nếu không thì con cũng đã thấy được sự xấu xí của mình và có quyết tâm từ bỏ con người cũ không? Con có thể thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời trong cha mẹ, chồng vợ, con cái mình. Con có đối xử với họ như là được tạo vật đẹp đẽ nhất của ta không? Như chính ta không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà có lời chép: ai hiếu kính cha mẹ mình thì được sống lâu và được phước. Chồng và vợ cũng như Chúa Giêsu và hội thánh, vợ phải phục và kính trọng chồng, còn chồng thì phải yêu thương và che phủ vợ. Nếu ai có điều chi bất hòa với anh em mình thì đừng dâng của lễ, nhưng hãy đợi đến khi làm hòa với anh em mình và đừng giữ cơn giận cho đến lúc mặt trời lặn. Con cái là một trong những cơ nghiệp của cha mẹ, vì chúng sẽ được thừa hưởng không chỉ gen về mặt vật lý nhưng còn là gen tâm linh của họ nữa. Amen. Mà bộ gen tinh sạch, tôn quý và đẹp nhất mà cha mẹ có thể gieo cho con cái mình là sự kính mến Đức Chúa Trời còn bản tính của Ngài. Không có gì thuyết phục con trẻ hơn là chính cha mẹ làm gương, cùng một lòng, cùng một lối đi trong sự công bình của Ngài. Trong mọi sự hãy dùng sự yêu thương mà đối đãi nhau. Điều răn của Đức Chúa Trời chỉ tóm gọn trong hai điều này: hãy yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết trí con ngươi, và hãy yêu anh em mình như chính mình vậy. Thế nên con chỉ có thể làm từ việc nhỏ đến việc lớn. Và sự thật, nếu con có thể yêu thương, vâng lời, nhẫn nhịn thực sự với cha mẹ, con cái, với gia đình mình, thì con cũng sẽ làm được như thế với người lân cận. Con được kêu gọi để thay đổi mình ngay từ hôm nay, học cách xin vâng ngay từ lúc này, học để cho biết được lòng yêu thương của Đấng Christ là như thế nào, để mọi sự con có thể làm bằng tình yêu thương ấy. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Amen. Vinh nhì trong Chúa mà cầu nguyện oách nhỉ. Tạ ơn Chúa. Đây là tướng nhì, không có binh nhì nữa rồi. Tướng nhì rồi. Tạ ơn Chúa. Dạ. Tạ ơn Chúa. Cứ ghi chép lại thì em nên ghi chép lại như Trang đấy. Trang có thể ghi chép lại và để mà những cái gì mà được nhận đấy không bị mai một đi, không bị mất đi nhá. Nếu chúng ta chỉ có nghe đấy, xong tí đó chúng ta sẽ quên mất mà. Nên cần ghi chép lại xong rồi sâu lắng lại. Hồi xưa tôi cầu nguyện cũng bằng cách đấy, tôi chỉ ghi chép lại. Thế tôi cầu nguyện xong dần dần nó thành thói quen. Sau mình không cần phải cầu nguyện giấy nữa, bắt đầu mình cầu nguyện từ lòng của mình. Những điều ghi chép, mình suy ngẫm về điều mình ghi chép nữa. Xong mình tìm kiếm, đào bới trong Kinh Thánh ở những điều mình được ghi chép nữa. Sau cứ ghi ra thôi. Nên tạ ơn Chúa, anh chị em nên làm việc, xin Chúa ban cho anh chị em có gọi là kỹ năng làm việc với giấy tờ nhé, với bút đấy, kỹ năng ghi chép đấy, kỹ năng học và kỹ năng ghi chép đấy. Những ân điển học hành trên chúng ta trong danh Jesus Christ. Amen. Dạ, tiếp tục đi ạ. Cầu nguyện để con đi làm. Ok. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Chúa ơi, hôm nay chúng con cùng
gia đình Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự mầu nhiệm trong gia đình Ngài ban cho chúng con, Chúa. Ôi, vì người chồng, người cha là hình ảnh Chúa Giêsu, còn người mẹ là hình ảnh Chúa Thánh, Chúa. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng con hiểu được điều này. Ôi, cho chúng con, Ngài chúc phước, ôi, cho các gia đình, ôi, các gia đình, ôi, các anh chị em chúng con, Chúa. Ôi, con xin Ngài ban phước cho những người vợ và người chồng họ, ôi, làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ đối với người bạn đời của người cha. Ôi, cảm tạ ơn Chúa và cũng xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan, sự thông sáng để chúng con nhận biết được, ôi, người bạn đời mà Ngài đặt để chúng con là gì. Cô và chúng con biết tin cậy lên Ngài, Chúa, và biết chú trong vòng Ngài, Chúa, cô để tìm kiếm Ngài trong mọi sự sẽ được Ngài ban cho thêm, Chúa, để chúng con không để cô không để thời gian một cách hoang phí để tìm kiếm những cái điều mà nó chật với mục đích của Ngài, Chúa. Cảm ơn Ngài, xin Ngài dạy dỗ chúng con và cho chúng con biết là người bạn đời của mình như thế nào. Cô xin Ngài chúc phước cho hôn nhân trong các gia đình của anh chị em chúng con, Chúa, cô để cho các con cái, vợ chồng con cái hòa thuận với nhau, Chúa, cô để trong các gia đình cơ đốc, các gia đình của anh chị em chúng con được bày tỏ ra là những gia đình gương mẫu, là những gia đình mà bày tỏ văn hóa nước Ngài ra cho thế gian này, Chúa. Ô, để trong mọi sự, Chúa ơi, không trong gia đình mà trong tất cả mọi lĩnh vực khác, Chúa, chúng con đều làm vinh hiển Ngài, con làm sáng danh Ngài, và khi nhìn đến con thì người ta ngợi khen Đức Chúa Trời, Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa và chúng con hiệp nhất cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Tiếp đi ạ. Các chị em, anh chị em tiếp đi. Hallelujah. Lạy Cha là Đức Chúa Trời của chúng con. Con cảm tạ ngợi khen lòng nhân từ của Ngài. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã lập một âm nhân lập hình ảnh của Chúa Giêsu và Hội Thánh. Ngài đã chúc phúc cho hôn nhân của chúng con, để chúng con gìn giữ gia đình chúng con trong bàn tay vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, xin ban Thánh Linh trên hôn nhân của chúng con, để chúng con cùng nhau tìm kiếm sứ mạng tiền định của chúng con. Amen. Để vợ chồng chúng con biết chia sẻ cho nhau và sống thánh khiết trước mặt Ngài. Con thánh tạ ngợi khen Chúa. Xin cho chúng con biết tìm Ngài, để con quyết tâm không từ bỏ, để chúng con sẵn sàng trả giá với những gì mà chúng con đã được Ngài soi sáng chỉ dẫn trong đời sống hôn nhân của chúng con. Con tin rằng Ngài cũng chúc phúc cho các con cái của chúng con, để chúng cũng theo đường chúng con đi mà chúng học đòi, học hỏi. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là vua của chúng con. Ngài dạy cho chúng con theo đời sống hôn nhân để chúng con trở nên giống như Ngài. Con cảm ơn Chúa đã ban bình an của Ngài. Dù chúng con gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhưng con tin rằng Ngài luôn cho chúng con được mạnh mẽ bước đi trong đức tin của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Chúa Giêsu Kitô. Christ, amen. Amen. Ngợi khen Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ơn Chúa. Hallelujah. Tất cả trái đất hãy cất tiếng chào mừng Đức Giê-hô-va. Có hầu việc Đức Giê-hô-va thì vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mình vào cánh cửa Ngài, hãy ngợi khen vào hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Hallelujah. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã ban cho chúng con được lắng nghe những sự dạy dỗ khôn ngoan về các giá trị gia đình tâm linh cũng như thực thể, Chúa ơi. Hallelujah. Trong gia đình chúng con, Chúa ơi, có rất nhiều về sự ảnh hưởng về đời sống gia đình của chúng con. Chúa, cho gia đình nhà chúng con, nhất là đặc biệt anh chị em của chúng con, bằng ruột thịt của chúng con bị chia cách nhau quá xa vời, mà chúng con còn chưa biết mặt anh chị em của chúng con là thế nào nữa. Thế xin Chúa
mở trí cho anh chị em của chúng con khi họ nhận biết được rằng con về với họ là bằng ý Chúa, ý muốn Chúa, tình yêu của Chúa. Chúa ơi, hallelujah. Đằng ngoại nhà con cũng bị chia cắt rất là nhiều về về sự tan lạc bởi vì họ chối bỏ Ngài. Chúa ơi, họ chối bỏ lẽ thật của Ngài. Họ cứ lầm lạc theo ý riêng của mình, họ không nhận biết Ngài. Chúa ơi, đây là những nan đề trong gia đình nhà con dâng toàn bộ lên cho Ngài. Chúa ơi, vì cảm tạ ơn rất là nhiều. Chúa ơi, con chúc phước cho tất cả các mối quan hệ hôn nhân của gia đình, anh chị của chúng con ở trong nhóm phòng cầu nguyện. Chúa ơi, hallelujah. Con chúc điều tốt lành đến bởi nơi ý Chúa, con không biết thể hiện bằng bằng lời nói ra sao. Xin Chúa hãy động chạm tấm lòng của anh chị bằng tình yêu của Ngài. Chúa ơi, và con cảm ơn Chúa vì những sự dạy dỗ của Ngài luôn luôn đổi mới tấm lòng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài vì hôm nay con là hạt giống bé nhỏ của Ngài, nhưng Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, tin rằng những hạt giống của chúng con sẽ được nảy nở lên bằng tình yêu tốt đẹp của Ngài. Cảm ơn Chúa, sự bày tỏ của Ngài trên anh chị em của chúng con. Và con hứa rằng con sẽ luôn luôn cầu nguyện Chúa, xin Chúa mỗi ngày đổi mới con để con trân trọng những giây phút được ghi chép lại những sự dạy dỗ của Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Con cảm ơn tất cả anh chị em của chúng con, nhất là giáo sư kính yêu của chúng con. Cảm ơn, tạ ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn. Thành kính công nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cái này Chúa đã chờ con tặng lại rất nhiều tại ở cùng tất cả anh chị em con và những con cầu nguyện chung với nhau. Cảm Chúa rất nhiều vì thân điện hai trong con được tội thay, được kêu cầu danh Ngài để hiểu biết được ý muốn của Ngài trong con. Cảm rất nhiều vì Ngài đã để hôn nhau. Cảm rất nhiều vì Ngài đã để gia đình để cho chúng con, để con biết được gì giá trị mà Ngài muốn chỉ dụ con. Em con biết ô Chúa của con yêu con nhiều nào, yêu con nhiều nào, thì con nhìn thấy những cái tình yêu trong nam nữ, thì con biết rằng ô Chúa của con yêu con nhiều đến như vậy. Ô Chúa hướng dẫn con chơi để cho con cảm nhận những điều mà Ngài cảm nhận chơi để cho chúng con không có phải để cho tình yêu từ một phía chỉ người chỉ là yêu con quá nhiều, nhưng mà chúng con là yêu Ngài không được bao nhiêu chơi. Thì Ngài hứa cho tình yêu đuôi của con để con biết dùng tình yêu mà Ngài ban cho con để con đổi mới tâm trí cảm xúc của mình, tư duy của mình, để con yêu Ngài nhiều hơn, để con làm tất cả những điều mà Ngài muốn để trong con hết sức hướng dẫn con. Cho nên nhiều vì Ngài đã ban gia đình cho con để cho con học hỏi được cái sự che chở, sự bảo bọc cũng như là cái tấm gương trong gia đình của con, để chúng con học được những điều đó cho gia đình con, những người được Chúa chúc phước và được ai cũng rất yêu mấy Chúa và học được Ngài. Sao cảm ơn nhiều tấm gương đó, sao Ngài giúp đỡ con để con thật giống như những người trong gia đình mà cho học được Chúa hết lòng, sao Ngài không giúp con. Xin Ngài chúc phước cho gia đình con để cho mỗi người gia đình con đều tiếp tục việc thật yêu mấy Chúa nhiều hơn và ngày càng sống đúng những gì Ngài muốn, và con là một trong cái thích điểm để cho gia đình con biết được nhiều hơn về cái giá trị lớn lao mà Chúa muốn đặt để không chỉ về tình lành Chúa lỗi những người cùng về tình lành của nước Đức Trời và về sứ mạng thiền định mà Chúa dành cho mỗi người, dành tặng cho dân tộc. Trời ơi, xin Ngài giúp đỡ con để con có thể là thích điểm để có thể tìm những điều đó cho gia đình của mình, cho những anh chị em của mình, cho các cô chú bác của mình. Trời ơi, những điều này thật sự rất là tuyệt vời. Trời con là được Chúa hướng dẫn để có thể là người truyền tải những điều đó, hãy nên chấp con hướng dẫn con ở cùng mong nguyện của con để cho con có thể làm cho gia đình của mình được cái sự chúc phúc của Ngài, được lan tỏa, được ra đi của Ngài, được truyền ra cho các xã hội. Ngài ở cùng con cả ngày thì ôi xin hãy cùng tất cả anh chị em con, ở cùng tất cả các anh gia đình của anh chị em con, ở cùng hôn nhân của họ cho để cho những điều đó là một cái gọi là cái vùng bảo vệ gọi là vùng bảo vệ tốt nhất để Chúa hỗ trợ họ những lúc mà giống như chúng con yếu đuối, những lúc chúng con ngã lòng, thì gia đình và vợ chồng chúng con là những người sẽ giúp đỡ, hướng dẫn những người sẽ thế khích lệ và nâng đỡ chúng con, bảo bọc chúng con. Ôi xin Ngài ở cùng chúc phúc cho tất cả trẻ em con. Hôm
công dân tất cả các anh chị em con hay con trai và con cùng được xem Đức Chúa Christ. Amen. Amen. Trời, chúng con chúc tụng tôn cao danh thánh của Ngài vì tình yêu Ngài đã tuôn đổ cho chúng con. Trời ơi, hôm nay Thánh Linh của Ngài yêu thương con, yêu thương từng anh chị em của chúng con. Amen. Bởi vì Ngài yêu thì Ngài với trách, Ngài yêu, Ngài trách. Ngài muốn cho chúng con lớn hơn nữa, từng ngày, mỗi một ngày là một ngày tươi mới. Amen. Ngài muốn cho tâm linh của chúng con được trưởng thành. Ngài cho chúng con có một người thầy dạy ở đây, sự tỏ bày của Ngài qua người thầy, cũng như sự tỏ bày của Ngài qua tấm lòng của chúng con, bởi vì Ngài muốn lòng của chúng con được quyện vào Ngài. Trời ơi, chúng con cũng xin lỗi Ngài vì những điều mà chúng con đã thờ ơ trong sự hiện diện của Ngài. Trời ơi, chúng con, mỗi khi chúng con tin chắc rằng mỗi khi chúng con hạ mình nhận lỗi thì ân huệ, ân sủng của Ngài, ân điển của Ngài càng đổ trên đời sống của chúng con nữa. Bởi vì con thấy được tình yêu của Ngài thương yêu chúng con và khiển trách chúng con để cho chúng con được trưởng thành và được lớn lên trong Ngài, và tình yêu của chúng con càng ngày càng gần Ngài hơn. Con cảm tạ tình thương yêu của Cha cho chúng con để mỗi ngày trong lời cầu nguyện chúng con thấy sự hiện diện của Ngài càng hơn. Trời ơi, những điều mà mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không thể nghĩ tới, đó là điều mà Cha đã dàn sẵn cho những ai yêu mến người. Và Cha cũng thấy được tấm lòng của chúng con yêu mến Cha. Cha ơi, Cha thèm chúng con cũng khao khát thèm Ngài. Cha muốn chúng con, lòng của con cũng, lòng của con cũng muốn quyện vào trong tấm lòng của Ngài. Mỗi ngày xin Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng của chúng con, bởi vì chỉ có tình yêu của Ngài mới đáp ứng những nhu cầu yêu thương của chúng con mà thôi. Không có một con người phàm nào có thể đáp ứng được tình yêu ở nơi chúng đòi hỏi ở trong lòng của con cả, chỉ có chính Ngài mà thôi. Cha ơi, hôm nay cầu nguyện cho gia đình hôn nhân cũng với nuôi dạy con cái ý của chúng con, và điều con cầu nguyện ở đây, con cầu nguyện cho cha mẹ của chúng con. Cha đã đặt để con trong lòng của mẹ con. Amen. Đó là mầu nhiệm cao cả mà cha đã dành cho con đây. Con chăm sóc bàn tay của con, chăm sóc mẹ già, người cha già, đó là cha đã dùng bàn tay và tấm lòng trái tim của chúng con để con yêu thương cha mẹ của con. Amen. Trong lúc tuổi già này, bởi vì điều mà yêu thương người lân cận là giữ trọn luật pháp của Ngài. Trời, cha dạy dỗ chúng con từng đi từng tí. Con cảm tạ tình thương yêu của cha đã dành cho con và cho gia đình con. Lạy ơn Chúa, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ tình thương này. Amen. Bởi vì cha quá yêu thương con. Và con cũng cầu nguyện cho người chồng của con. Chúa ban cho anh có một tấm lòng khao khát Ngài, để chúng con cùng một đức tin, để cho anh biết vác thập giá của mình, biết chối bỏ con người của mình, để cùng với con sẵn sàng trong chiến trận cuối cùng này. Chúa ơi, cho con được đồng tâm cho chồng con, và con cũng được đồng tâm nhất trí với nhau, dám trả giá để thi hành sứ mạng tiền đền mà cha đã bày tỏ cho chúng con. Con cảm tạ tình yêu thương của Ngài. Rồi chúng con tin chắc rằng một khi chúng con đồng lòng như vậy, cha sẽ khai phóng các tiềm tàng, các tiềm năng mà Ngài đã đặt để nơi người chồng của chúng con đây, người chồng của con đây, để chúng con hầu việc Ngài. Và con cũng cầu nguyện cho các con cái của chúng con, bởi vì Chúa đã cho chúng con một vũ khí quyền năng của sự sống lại của Ngài. Để trong vũ khí đó chúng con không thể nào
dùng những chúng con chiến đấu không thể nào dùng những cái vũ khí của xác thịt được, nhưng chúng con dùng tình yêu của Ngài, quyền năng của Ngài, sự khải hoàn của Ngài để có sức đánh đổ các đồn lũy, các kiểu lý luận và thái độ kiêu căng chống trả lại sự hiểu biết của Chúa. Và chúng con giờ đây chúng con đang tập để chiến đấu, và chúng con cầm những vũ khí đó để bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng và vâng phục Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đang tập cho chúng con lớn lên từng ngày, và Chúa thật là vui để thấy được cái sự lớn và sự trưởng thành của chúng con. Chúa đang cần ở nơi chúng con. Chúng con biết được điều đó, con biết được điều đó. Nhưng con tin rằng con không, Chúa biết được cái sự yếu hèn của con, nhưng có Chúa ở trong lòng con thì những lúc con yếu là những lúc Chúa mạnh ở trong Amen. Con. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu là Chúa của chúng con. Amen. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Amen. Amen. Chúa ơi, chúng con chúc phúc tôn Cha. Cha là Đức Chúa Trời và Cha đời đời giàu lòng thương xót của con. Cha đã ban cho con một hôn nhân gia đình này. Không phải ngẫu nhiên mà con gặp anh. Nhưng đúng mà rồi. Tin Cha đã chọn cho con, chọn anh cho con từ trước muôn đời, để chúng con cùng với nhau sống được hưởng những ơn lành Cha ban xuống trên chúng con. Nhưng Cha ơi, lắm khi chính con đây đã đánh mất đi những giá trị đó. Con đắm vì con không sống theo ý của Cha. Con đã để cho những sự suy nghĩ, những hành vi bộc phát gây tổn thương cho nhau, và đã cố tình muốn đánh mất cái hôn nhân này. Nhưng cảm ơn Cha lại Cha nhân từ. Xin Cha tha tội cho con. Xin thánh tẩy con bởi huyết của Chúa Giêsu, con của Cha đã đổ ra vì con. Xin thánh linh đời đời ban cho hôn nhân của con luôn có những kinh nghiệm tươi mới. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến trong cuộc đời của con. Chính Ngài đã giải thoát con ra khỏi những sự tối tăm này. Chính Ngài đã ở trong con, tình yêu của Ngài quá lớn lao để cho con biết đầu phục Ngài và đón nhận cái hôn nhân này bằng một tình yêu của Ngài, và chính Ngài cùng với con để yêu chồng của con. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã giải thoát con ra khỏi sự tối tăm đó. Xin Chúa cho con biết nhìn, cho con biết nhìn anh với một sự bao dung như Chúa đã nhìn con. Amen. Chúa, Chúa cho con biết chấp nhận nhau, chấp nhận những cái tính hư tật, cái sự khác biệt của nhau như chính Chúa đã chấp nhận con. Amen. Lạy Chúa, lạy Thánh Linh của Ngài, xin giúp cho con mỗi ngày con biết tự xét mình hơn, biết hãy xét bản con, cho con biết dò xét mình để cho con nhìn thấy những lỗi lầm của con hơn, con biết lắng nghe nhiều hơn. Xin Chúa cho con chấp nhận, mau tha thứ và lấy lòng nhân từ và đối đãi với người chồng của con. Cảm ơn Chúa vô cùng những viên ngọc quý báu mà Chúa ban cho con, là bốn đứa con yêu dấu của con đây. Xin nâng đỡ, ban sức lực cho con để con chú toàn bổn phận người vợ cũng như người mẹ, không phải bởi sức con làm nhưng mà Ngài tặng sức cho con. Amen. Xin Thánh Linh của Ngài cũng khai tâm mở trí cho các con cái của con. Amen. Sớm hiểu biết về lời của Ngài.
con mời Chúa Ngài làm chủ cả cuộc đời các con cái của con. Amen. Trong đời Chúa Jesus. Và có sự sống của Chúa ở trong lòng của chúng. Amen. Nhân đời Chúa Jesus. Chúa cho các con cái, cho con đây biết cách cư xử với con cái của con và dạy dỗ, trách phạt chúng bằng tình yêu của Chúa. Amen. Chúa ơi, giúp cho chúng đi trên con đường ngay lẽ lành của Chúa. Lạy Chúa, ngày hôm nay lời của Chúa nói Chúa đã đến thành Jerusalem và trong thánh thành Chúa khóc thương mà nói và chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Chúa ơi, khi con đọc tới đoạn kinh thánh này con muốn nhớ tới gia đình con, tới cha mẹ anh chị em con thờ, tôn thờ trong công giáo, tôn giáo họ chỉ làm những việc hình thức mà không nhận biết Chúa. Cái gì ngày hôm gia đình con nhận biết Chúa, Ngài hằng đến biết thăm gia đình con. Nhưng con tin sự chết và sự sống lại của Chúa, Ngài xé cái bức màn, Ngài dập nát đầu quỷ tôn giáo. Amen. Amen. Tất cả những đồn lũ, những giáo lý bậy bạ làm hư hoại người thân của con, xin Đức Thánh Linh con mời Ngài đến với gia đình con, những thành viên anh chị em của con. Xin cáo trách lòng của họ. Cảm ơn Cha, Cha đã chọn cha mẹ của con để sinh ra con. Vâng Chúa, tạ ơn Chúa từng người cha mẹ chúng con. Con yêu cha mẹ con. Vâng Chúa, chúng yêu cha mẹ của chúng con. Yêu cha mẹ của chúng con. Tạ ơn Chúa cha mẹ của Chúa. Yêu họ, Chúa, yêu họ, yêu cha mẹ mình, yêu cha mẹ mình, yêu cha mẹ mình, yêu anh em mình, yêu vợ chồng mình, con cái mình. Sẽ cả là bà đã giật chút được yêu, là sự con là người cùng hưởng sự sống đời đời. Con chọn Chúa, nhưng mà không phải con chọn Ngài, nhưng mà chính Ngài đã chọn con từ trước muôn thuở. Vì cớ danh Ngài và cha mẹ con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, từng người cha người mẹ của chúng con, từng người cha người mẹ chúng con, chị bản thân, chúng con, cha mẹ vợ của chúng con, cha mẹ chồng chúng con, chúng dâng hết chị bản thân của Ngài Chúa. Xin Đức Thánh Linh của Ngài mở mắt cho những người thân của con. Vâng Chúa. Cho con nhận biết thì giờ, thì giờ mà Chúa hẳn đến viếng thăm chúng con. Đây là thời ân điển. Chúng con xin để chúng con biết tận dụng ngày cuối cùng này, thời cuối cùng này. Amen. Tin một khi con thấy con tin một khi con đã theo Ngài, con đã dám trả giá vì nhắc Ngài, tin chính Ngài cũng cứu gia đình của con. Amen. Amen. Chúa ơi. Amen. Amen. Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Con xin tất cả các linh hồn người thân của con trong Chúa. Amen. Chúa thương xót vì người thân của con. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Con thành kính cầu nguyện với Cha trong danh Chúa. Amen. 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 Cha dù yêu. Amen. Chúa ơi, Chúa giấu tất cả các nước mắt chúng con trong cái áo của Chúa. Chúa đếm tất cả các bước đi qua đi lại chúng con, Chúa ơi. Và nước mắt chúng con đong đầy trong ve của Ngài. Hallelujah. Nguyện từng đó trước mắt chúng con cho Ngài khóc. Ngài khóc, nhưng mà Ngài khóc với sự thông hiểu, Ngài khóc với sự mà biết giải quyết là sao, Chúa ạ.
Ngài khóc không phải trong sự bất lực Chúa ạ, nhưng Ngài khóc trong sự thương xót, trong sự tha thứ, trong sự nhân từ của Ngài. Ngài khóc cả trong sự vui mừng của Ngài nữa khi Ngài nhìn đến cuối cùng của nó là sự sống đời đời trong Ngài Chúa ạ. Hallelujah. Không phải người chúng con khóc và bất lực, khóc và chẳng biết làm gì cả, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời kỳ diệu chúng con. Hallelujah. Ngài khóc vì Ngài nhìn đến sự cuối cùng của những sự đó. Ngày cuối cùng của gia đình chúng con đó là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ơn cha. Chúng ta ơn cha. Vì người thân chúng con phải được cứu, gia đình con phải được cứu Chúa. Đó gia đình của chúng con phải được cứu. Chúa cả đàn bà luôn trong lòng cha. Trời ơi, cả đàn bà vì những điều ngày đặt để trong lòng chúng con là gia đình chúng con được cứu đó. Đó là ý muốn của cha. Đó là ý riêng chúng con. Cả đó ý muốn của cha, và ý muốn của cha đã được ghi rõ rằng tin ta. Rasta thì cả nhà được cứu. Rasta cả ai tin Jesus cả nhà được cứu. Và ta cả nhà đã hầu kính Jehovah. Rasta cả là lời Ngài hứa như vậy rồi. Vì chúng con có cớ để biện luận với Ngài, có cớ để tranh luận với Ngài ngay lúc này. Shakanda Barasakara, Ngài nói về Chúa này chúng con. Ngài phải cứu Chúa, Ngài phải cứu, chắc chắn Ngài phải cứu bằng một cách kỳ diệu. Ngài, Ngài là Chúa Trời, Ngài biết cách cứu. Con không biết thế nào, nhưng Ngài biết. Chúa, Rasta cả bờ. Con không công cụ, không con không có phương tiện, con không có người nào sai đến, nhưng Ngài biết. Ngài sai đến, và đặc biệt hơn nữa là Ngài cắt lòng bằng đá của thịt họ và đặt trong lòng người thân chúng con lòng bằng thịt. Đó là điều kỳ diệu nhất cho ạ. Đặt ra Ngài không chỉ hành động bên ngoài nhưng hành động bên trong cho ạ, hành động bởi thân của Ngài, vì Ngài hứa là Ngài sẽ đốt ngày đổ thân của Ngài trên mọi loài xác thịt cho ạ. Cha mẹ người thân chúng con, vợ chồng con cái, anh chị em các cháu của chúng con đều những xác thịt cả khi họ chưa nhận bên Chúa, nhưng Ngài hứa là Ngài đổ thân của Ngài trên mọi loài xác thịt, và Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh Chúa đâu tự do đó cho ạ. Vì vậy trong danh Jesus Christ, khi thần linh của Chúa đổ trên người thân chúng con, cho họ sẽ tự do khỏi tội lỗi, tự do khỏi thần cầm xà mạo, tự do ra khỏi các thần giữ được thế gian này, cho tự do đến gần Chúa, tự do ăn năn, tự do biến đổi mình. Con gọi ân điển lớn của Ngài trên họ, cho trên người thân chúng con. Ân điển Ngài bắt họ và đưa họ vào trong lòng của Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ. Con công bố rằng Chúa Jesus Christ là cái neo của linh hồn họ, Ngài kéo họ vào trong nơi chí thánh, là nơi cha Chúa ơi. Ngài kéo họ vào trong nơi đó, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúa Thánh Linh ơi, đừng nguyện một chúng con là cái tiếp điểm mà Ngài qua đó kéo họ lại với Ngài Chúa ạ. Chúa nguyện khi chúng con yêu thương người thân chúng con, khi chúng con bày tỏ tình yêu của Ngài với Đức Christ Chúa ạ, thì chúng con bám vào họ, và Ngài kéo chúng con đi, Ngài kéo cả họ vào nữa Chúa ạ. Ngài kéo cả một Amen. Ngài kéo cả một một đám đông chúng con vào nữa Chúa ạ. Chúng con hút họ bởi tình yêu của Ngài. Và Ngài kéo chúng con vào nữa. Vì vậy trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện mỗi chúng con đều phản chiếu tỏa sáng tình yêu của Ngài, đặc biệt đối với người thân chúng con. Chúa ơi, Chúa đã tha thứ mọi tội chúng con rồi, mọi lỗi lầm yếu đuối ngu dại chúng con. Khi chúng con cứng đầu cứng cổ và chúng con cứ tưởng như thế là chúng con làm sáng danh Chúa, khi chúng con cãi cọ với họ, khi chúng con không biết những quy trình của Ngài rằng có kỳ định, cái gì có kỳ định cả Chúa ơi, chúng con không biết quy định đó. Chúng con cứ gây cổ với họ, chúng con cãi, chúng con thích ăn thua đủ với họ. Chúng con muốn tỏ ra mình đúng Chúa ạ. Rasakara, những cái điều Ngài cần là chúng con đó sự hòa hợp Chúa ạ, đó là sự hòa bình, đó là sự bình an, đó là sự hòa thuận Chúa ạ. Cái điều Ngài cần chúng con sự hòa thuận Chúa ạ. Ngài nói nhắc chúng con thôi, bằng mọi cách đúng có thể được, hãy hòa thuận, hãy sống hòa thuận với tất cả mọi người Chúa ạ. Hòa thuận. Chúng con đã từng có thể làm hòa thuận được, nhưng chúng con thích thắng Chúa ạ. Chúng con cái bản tính hiếu chiến của chúng con thích thắng, thích ăn thua đủ. Với con người xác thịt còn ảnh hưởng Babylon, nhưng Chúa đã tha chúng con rồi Chúa ạ. Và ngày nay ơi, chúng con sẽ được nhân từ mềm mại như Ngài Chúa ơi. Để chúng con biết đối đãi với cha mẹ chúng con, đối đãi với người thân chúng con bằng sự nhân từ nhịn nhục vốn có của Chúa. Vì chúng con biết tất cả nó một quá trình Chúa ơi. Rasakara có kỳ nhổ, có kỳ trồng Chúa ơi, có kỳ ném đá, có kỳ gom đá Chúa ạ, có kỳ của nó. Và Ngài biết cái kỳ của người thân chúng con Chúa ạ, và Chúa biết rằng họ sẽ được cứu. Ngài có cách để làm cho họ được cứu và đưa về trong vương quốc của Ngài trong sự thờ phượng phải lẽ. Chúng con tạ ơn cha thật nhiều. Hallelujah. Chúa yêu, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhận mọi lời cầu nguyện chúng con ngày hôm nay, và Ngài trội hơn tất cả điều gì chúng con cầu xin suy tưởng Chúa ạ. Điều Chúa cầu xin suy tưởng đó là được Ngài, được gần với Ngài, được hòa quyện với Ngài, được
cảm được kết nối được đan quyện với ngài Chúa ơi, thành những cái và những được thắt chặt những cái mối, những cái ràng mối, những cái ràng buộc, những cái nút thắt chặt với ngài Chúa ạ. Tất thảy sự tỏ ra của ngài với chúng con, nó khiến như là một cái nút thắt chặt chúng con Chúa ạ, trong sự nhận biết Chúa và hòa quyện với ngài. Khi chúng con được sự tỏ ra là đó, chúng con đào bới trong sự tỏ ra đó, chúng con suy gẫm sự tỏ ra đó, Chúa làm theo sự tỏ ra đó, sự tỏ ra đó thành thịt chúng con, thì cái điều đó nó trở thành cái nút thắt chặt của chúng con với ngài Chúa ạ. Như là thắt lưới vậy và không thể tháo ra được. Chúa ơi, Sakada thánh linh của ngài giúp cho điều đó. Sakada barabara để khiến lời trở thành thịt chúng con. Vì ngôi lời trở xác thịt ở giữa chúng con đầy lẽ thật, thì chúng con cũng muốn như vậy. Để lời của ngài trong môi miệng chúng con trở xác thịt chúng con Chúa ạ. Sakada thế gian này khi Chúa nhìn thấy chúng họ, nhìn thấy chúng con là nhìn thấy được cha Chúa ạ. Để chúng con có thể dạng dĩ nói với mọi người như thế Chúa Giêsu đã từng nói, ai thấy ta tức là thấy cha. Ai thấy ta tức là thấy cha Chúa ơi. Để chúng con có để dám được nói như Chúa Giêsu, để chúng con dũng cảm dạng dĩ nói như Chúa Giêsu vậy Chúa ạ. Shaka ba vì Chúa Giêsu là mẫu hình của chúng con. Ngài nói điều gì Chúa nói điều đó, ngài nghĩ điều gì Chúa nghĩ điều đó Chúa ạ. Ngài yêu điều Chúa yêu đó, ngài ghét điều gì Chúa ghét điều đó. Chúa tạ ơn cha thật nhiều. Hallelujah. Hãy bày tỏ thật mạnh mẽ qua chúng con Chúa ạ, trong hôn nhân, trong gia đình chúng con Chúa ơi. Để tất cả người thân yêu chúng con nhìn thấy được ngài, nhìn thấy được ngài Chúa ạ. Đầy lòng nhân từ thương xót Đức Chúa Trời, công bình thánh khiết Chúa ạ, nhưng đầy dẫy sự nhân từ thương xót Đức Chúa Trời chậm giận. Ngài không kết tội đời đời, ngài trừ những lòng giận đời đời. Ngài đầy dẫy nhân từ thương xót Chúa ạ, trong danh vui trong cảm tạ ơn cha. Hallelujah. Huyết Chúa bao phủ tất cả anh chị, bao phủ từng người thân chúng con, bao phủ vợ chồng con cái chúng con. Ô nguyện huyết Chúa sôi sục trong đường gân thân chúng con, trong tất cả mối quan hệ của vợ với chồng, với cha mẹ con cái, với anh em chị em với nhau Chúa ơi. Ô Zakaria Sokorababra Sakajuru, nguyện huyết Chúa Giêsu bao phủ thật nhiều tất cả cơ nghiệp chúng con, gia đình chúng con, ô nhà cửa tài sản, ô ngày ban chúng con sử dụng đó trên đất này. Nguyện Chúa cũng giáng phước trên cả cái nhỏ, cái giỏ nhồi bột chúng con. Nguyện Chúa giáng phước trên đồng lúa chúng con nữa Chúa ơi, đồng ruộng chúng con nữa Chúa ơi. Nguyện Chúa giáng phước trên cả cái bình dầu chúng con, để dầu không bao giờ thiếu trong bình, để cái thùng nhồi bột chúng con luôn đầy bột Chúa. Thank you Jesus. Ô ra sakada barabudusho. Ô cho tạ ơn Chúa, cho nó nhà. Hallelujah. Ô là mọi vinh quang Chúa dâng lên trong danh. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Mọi người sư có nghe tiếng của chị không? Bây giờ nghe được đó chị bé. Hôm nay nghe được mọi người cầu nguyện thôi. Nào có ai không cầu nguyện? Nào có ai? Có ai chưa cầu nguyện được không? Hay muốn cầu nguyện không thì cầu nguyện giải phóng nó đi. Alo. Dạ, yeah, nghe được cái chị. Chú ban chị dạn dĩ. Người nó ho vậy nó mệt. Chú lành thì tay Chúa trên chị về mà nghe các bài giảng, hay chị nghe lại các bài cầu nguyện chị nhé. Alo, mọi người có nghe được chưa? Dạ được rồi chị. Bỏ tai nghe ra, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe rõ phải không? Dạ. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con. Cha ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, con cảm ơn ngài một buổi sáng tốt lành này. Cha ơi, ngài xin ngài ban thêm sức, xin ngài bổ lại linh hồn và sức lực cho chính mình con. Con cảm thấy hơi mệt mỏi, như lời của ngài có chép rằng tâm hồn buồn chán làm cho xương cốt hao mòn. Cha ơi, xin ngài bổ lại tâm hồn của chúng con có một sự mới mẻ, có một sự phấn khởi ở nơi ngài, bởi vì sự lo sợ, bởi vì sự buồn chán mà con cảm thấy mệt mỏi trong đời này. Xin ngài bổ lại linh hồn và sức lực cho con. Do cuộc sống, tình cảm, vợ chồng, do hôn nhân, do gia đình, do nhiều lý do mà
cuộc sống của con rất nhiều sự áp lực trong cuộc sống trong gia đình. Xin Cha cắt bỏ mọi áp lực trong cuộc sống của con. Hallelujah, Chúa ơi. Xin Ngài chúc cho con có một sức khỏe bình an. Xin Ngài trị lành mọi bệnh tật trong cơ thể của con, những đau đớn trong cơ thể, những ho, những cảm xúc, những đau họng, những đau nhức, những buồn chán, những lo sợ. Xin Ngài cắt bỏ ở trong con. Trời, con nói rằng bởi vì đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian này, con công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho con một sự mới mẻ hơn nữa. Ngài ban cho con lời nói qua môi miệng của con, bởi vì lời nói của Ngài có quyền năng, và con cũng lời nói của chúng con có quyền năng từ nơi Ngài. Con nói rằng con không chấp nhận cuộc sống hiện tại này, không chấp nhận nghèo đói, không chấp nhận chia rẽ, không chấp nhận hôn nhân gây gỗ, không chấp nhận chia rẽ trong gia đình. Con cắt bỏ những điều đó trong danh Chúa Jesus Christ. Con không chấp nhận sự chết của thế gian này, mà con công bố rằng như lời của Chúa có chép rằng một người tin nhận Chúa cả nhà được cứu. Con công bố rằng lời này sẽ được thành trên gia đình của con, không điều gì chống đối lại được lời của Đức Chúa Trời. Con và cả nhà con sẽ được cứu, gia đình, ba mẹ, người thân của chúng con cũng sẽ được cứu. Ngài nhìn thấy từ trong tấm lòng của chúng con khao khát được thấy sự đoàn kết, sự thương yêu ở trong hôn nhân của chúng con cái kính hiếu cha mẹ, vâng lời của Đức Chúa Trời, và cả gia đình con sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va trong sự vui mừng. Và người nhà, người thân của con ở Việt Nam, ba mẹ của người nhà, người thân của con cũng sẽ được cứu. Trời ơi, con công bố điều đó, con tiếp nhận điều đó, bởi vì là Ngài đãi cho chúng con theo môi miệng chúng con những gì chúng con nói. Chúng con nói rằng tất cả anh em, người nhà, người thân, ba mẹ, gia đình của chúng con đều được Đức Chúa Trời thăm viếng và đụng chạm và cứu lấy linh hồn của họ khi còn ở trên đất này. Hallelujah, Chúa ơi. Con dâng gia đình con lên cho Ngài. Ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho hôn nhân gia đình. Con nói rằng gia đình của con sẽ đoàn tụ, gia đình của con sẽ yêu mến lẫn nhau. Con nói con yêu chồng con và chồng con cũng yêu con, và con cái của chúng con cũng sẽ hạnh phúc trong gia đình này. Không một cái linh chia rẽ này, không một cái linh tự ái, tự cao, tự đại này, không một lý do nào để chia cắt gia đình của chúng con được. Trong danh Chúa Giêsu Christ, cắt đứt hết tất cả mọi cái linh chia rẽ, cắt đứt hết tất cả mọi cái lý do không chính đáng chống đối lại những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Trời ơi, bởi vì chồng con đã ngăn cấm con và công bố bảo con phải bỏ Chúa, nhưng con nói rằng điều này con không chấp nhận, và con nói này điều này không được thực hiện trong gia đình của con. Và con công bố chồng con phải là người kính sợ Đức Giê-hô-va, phải là người dân phục Đức Giê-hô-va và hầu việc Đức Giê-hô-va, và chính mình con, cho con công bố rằng chính mình con cũng phải dân phục Đức Giê-hô-va và làm theo lời của Đức Giê-hô-va, và con cũng phải hạ mình trước mặt chồng của con. Con ăn năn tội, bởi vì con cũng có sự tự cao, con cũng có sự tự ái, con cũng có sự giận hờn. Trời ơi, xin Ngài cắt bỏ trong con để con biết hạ mình và yêu mến chồng con như lời của Ngài, Chúa ơi, để chúng con hằng gắn hôn nhân của chúng con không còn giận hờn, không còn chia rẽ nữa. Chúa ơi, xin giúp đỡ con để con làm được điều này, mặc dù lời nói lý thuyết thì con cũng biết điều đó Chúa dạy, nhưng con chưa thực hành được, và con cũng chưa nói ra môi miệng con những lời yêu thương, những lời tha thứ. Giờ này con nói với Chúa, và con cũng sẽ yêu thương chồng con và tha thứ chồng con, và con cũng tha thứ cho chồng con, và xin Chúa cũng giúp đỡ cho con để chồng con cũng tha thứ cho con, và tất cả con cái của con sẽ được hạnh phúc trong gia đình của con. Cha ơi, chẳng những gia đình của con mà trong cuộc sống hôn nhân, gia đình của tất cả anh chị em, người nhà của chúng con và những anh chị em trong hội, trong phòng trung của chúng con, mỗi người có một hoàn cảnh, có một nỗi ray rứt. Cha là đã thấy trong tấm lòng của chúng con, và chúng con nói ra điều này bằng những sự mong muốn là Đức Chúa Trời chứng kiến, và Đức Chúa Trời muốn chúng con nói ra điều này bằng môi miệng của chúng con, những lời nói yêu thương với chồng con của chúng con, lời nói tha thứ với chồng con của chúng con. Và cha ơi, Ngài cũng chúc phước cho tất cả anh chị em trong hội, trong con, những em trẻ, những thế hệ trẻ sẽ tìm được một hôn nhân hạnh phúc theo ý chỉ của Ngài, chứ không phải theo ý chỉ của chúng con, để không có cái tình trạng hôn nhân chia rẽ. Trời ơi, xin Ngài lấy đây là những bài học và những lời dạy cho những em anh chị trẻ của chúng con ở Việt Nam, như các em, để có những cái hướng đi, những có tình cảm và đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Trời ơi, xin cắt bỏ hết trong chúng con những gì mà không thể tồn tại trong này.
cửa mặt Chúa tự do làm hết cuộc đời của chúng con theo ý chí của Ngài, bởi vì Ngài là đấng cai quản, Ngài là đấng vua, Ngài là Chúa của cuộc đời của chúng con mời Ngài làm Chúa, làm chủ cho cuộc đời của chúng con. Chúng con không tự khoe mình trong tính xác thịt của chúng con nữa, hồi nào giờ chúng con tự kêu tự đại tự mình được tất cả mọi sự, nhưng Chúa ơi, giờ này chúng con bất lực, nếu như không có Ngài chúng con bất lực, chúng con không làm được. Chúa ơi, chúng con cần Ngài, chúng con cần Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con cảm ơn Chúa, mời vinh hiển thuộc về Ngài, tôn quý thuộc về Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin Chúa, Chúa thêm sức chúng ta để vượt qua mọi thử thách thôi mà. Thử thách phải qua. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta đòi hỏi theo kết quả của mình nhá. Nhiều lúc Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta một kiểu khác mà anh chị em ạ. Yeah. Chúng ta đòi theo ý của mình. Nhưng Chúa thì đặt để ý của Chúa, nên vì thế rất cần thiết là nhận biết ý Chúa đã. Phải cầu nguyện theo ý được lên. Chứ đừng có mà theo ý của mình, sau đó mình cầu nguyện cho bắt ý Chúa phải để cho ý mình được lên. Anh chị em nhớ nhá, trong đội ngũ của chúng ta, đội hình chúng ta nó khác hẳn với ở các hội thánh khác nhá. Của tính khác là họ thích điều gì đó và họ cầu nguyện để cho chuyện được nên. Rồi cầu nguyện để ý cha được nên ở trời như ở đất. Đấy. Thế là họ muốn ở dưới này thích cái gì đấy thì là trên kia phải nghe họ. Đấy. Nhưng chúng ta khác, chúng ta cầu nguyện, chúng ta dẹp các nan đề của mình nhá. Vì chúng ta đã được học được nan đề, nó chỉ là gì ạ? Các nhu cầu nan đề của mình ấy, nó chỉ là như cái chất xúc tác và như là cái công cụ để mà dẫn mình đến Chúa, nhận được Chúa thêm hơn thôi. Nhu cầu đấy, chứ mình phải nhìn xuyên nhu cầu, mình không nhìn nhu cầu mà nhìn cái đấng mà ban cho đấy, đấng ban mọi sự, nhìn đấng đấy, yêu đấng đấy. Ta ăn Chúa, nên là chúng ta sẽ có sức và chúng ta nhìn với hôm nay chúng ta cầu nguyện để lòng mình quện với lòng Chúa đấy, thì mình sẽ hiểu được lòng Chúa và Chúa cần điều gì hơn, và lúc đó mình sẽ thấy là hóa ra là mình cần Chúa hơn tất cả, hơn vợ, hơn chồng, hơn con cái. Amen. Amen. Chỉ khi được như thế đấy thì mới nào có sự đột phá trong đời sống mình anh chị em ạ. Còn nếu mà chúng ta mà vẫn cảm thấy ai đó còn hơn Chúa đấy, trong lòng đấy mà hơn Chúa đấy thì là hỏng đấy, thì là khó đấy anh chị ạ. Trong cái đội ngũ đặc nhiệm này chỉ có Chúa là nhất thôi. Thực sự đấy, không phải nói môi miệng đâu mà thực sự Chúa là nhất. Giờ còn sẵn sàng vì Ngài, thậm chí còn mất vợ, mất con, mất cha, mất mẹ, mất các thứ. Mất Isaac đấy anh chị em ạ. Như là Abraham đấy, Abraham chịu mất Isaac đấy. Đối với Abraham thì Isaac là quý nhất mà, đúng không? Đúng vậy không ạ? Ông mới có cớ để ông cãi nhau với Chúa được chứ. Và Chúa hứa cho con là Isaac, mà tại sao Chúa lại cất đi thế nào? Chúa hứa là đây là dòng con nối dõi của con. Thế mà Chúa lại bảo bây giờ phải con dâng lên cho Chúa. Thế nên Đức Chúa Ngài thử lòng mà. Tất cả đấy là thử sự thử thách của Chúa thôi. Nên khi mình trải qua thử thách đấy, Abraham đã trải qua thử thách đấy thành công. Và cái chuyện xảy ra ấy là Chúa ban lại cho loài người. Thì là Chúa Giêsu ngay trên cái đồi sọ đấy, ngay trên cái nơi mà ngày trước mà Abraham đã từng trói Isaac và chuẩn bị đốt đấy, chuẩn bị làm thiêu của lễ thiêu đấy, thì Chúa lại sai con bột này đến và chết ở trên cái đồi đấy luôn. Và chúng ta nhìn thấy, và Abraham trở thành ông tổ đức tin đấy. Mỗi chúng ta trở thành ông tổ mà, mỗi chúng ta cũng trở thành một ông tổ của cái lĩnh vực của mình. Nên chúng ta phải như là Abraham, nên phải sẵn sàng trả giá đấy. Trong lòng mình, nhưng Chúa ban sức cho chúng ta chuyện đó, và tất nhiên không có sức nào, không có sự thử thách nào quá sức của tưởng tượng loài người đâu. Nhưng Chúa mở dần chúng ta, sau chúng ta sẽ được hơn mà, vì lời Chúa hứa sẵn trong Kinh Thánh thôi. Vì Chúa mà mất lọ mất cái kia đấy thì chỉ được 100 lần hơn và được sự sống đời đời cộng sự bắt bớ. Amen, anh chị em. Nên là không thể ngán lòng được. Amen. Trang có nói rằng là xin Chúa chúc lành cho cha và cho anh chị em. Những ngày kế con sẽ không tham gia cầu nguyện chung vì con bận cuối kỳ. Quý đấy. Con sẽ nghe bài cầu nguyện nhóm offline. Thưa cha, con cảm ơn cha. Ăn Chúa chúc phước cho cha. Tại vì là người chị em đã làm kế toán trưởng ở công ty mà. Thì có nhiều việc và đúng cái giờ này là giờ làm việc. Nên là thành ra là tham gia được quá tốt rồi. Ăn Chúa. Những ai không tham gia được chúng ta nghe offline được. Chúng ta vẫn thay đổi được mà, offline mà. Chúa Thánh Linh là Chúa có thời gian không gian. Nên là kể cả nếu mà anh chị em bị sót cái sự hiện diện của Chúa trong lúc cầu nguyện online đấy, thì chúng ta vẫn có thể nghe lại những bài cầu nguyện đấy cái lúc mà Chúa thăm viếng. Rồi chúng ta ghi lại mà. Amen. Và chúng ta trải nghiệm lại cái lần đấy và sẽ Chúa lại thăm viếng chúng ta với riêng tư nữa. Nên không có gì mà coi như là sao nhỉ, không có gì mà buồn chán đây không tham gia trực tiếp được.
Amen. Chỉ cần lòng mình thôi, và Chúa có cách để mà giữ được. Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời Ngài biết cách cứu giúp những người tin kính. Biết cách cứu giúp những kẻ tin kính. Chúa biết cách cứu giúp kẻ tin kính. Khi chúng ta có sự tin kính là Chúa biết cách cứu giúp chúng ta. Nên đừng lo. Cứu giúp chúng ta là cả cơ nghiệp chúng ta nữa đấy. Không phải mỗi chúng ta thôi đâu, mà cả cơ nghiệp của mình nữa. Nhà cửa, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em vân vân đấy, các thứ đấy. Hallelujah. Cần như phải trải qua mọi thử thách đó. Nhưng mà hiểu rằng khi lòng chúng ta quậy với lòng Ngài thì thử thách nó chẳng là cái gì cả anh chị em ạ. Các thử thách ấy, mình sẽ cảm thấy rất nhẹ như lông hồng. Và mỗi thử thách đến ấy, mình lại cảm thấy lòng Chúa Cha ấy, mình cảm thấy vui mừng hơn, bởi vì là Chúa tin cậy mình. Chúa, mình cảm thấy nỗi đau đó nhá. Thì đừng có mà ngu dại mà cứ giữ cái nỗi đau ấy trong lòng của mình, bởi vì đấy là thần học Babylon rồi. Mà nỗi đau đấy mình phải trải, mình chuyển sang Chúa Giêsu và trải nghiệm ra, à hóa ra Chúa Giêsu đau như vậy. Nếu ai bị vợ bỏ này, chồng bỏ này, thì mình sẽ cảm thấy đấy là hội Chúa Giêsu đau thế nào khi mà vợ của Chúa bỏ ngài, khi hội thánh bỏ Chúa. Ai bị cha mẹ bỏ chẳng hạn này, thì cũng cảm thấy đau thương là Chúa Giêsu ấy bị ruồng rẫy, tức là Chúa Giêsu khi gánh tội thế nào nên ngài bị cha bỏ thế nào. Đến nỗi ngài phải nói là Đức Chúa Trời ơi, sao ngài bỏ tôi đấy. Để mình trải nghiệm được cái nỗi đau đó của Chúa. Nên bằng cách đấy mình hòa quyện với ngài, hòa quyện với ngài. Đây là đỉnh cao đấy, anh em ạ, đỉnh cao trong sự tự giao Chúa, là hòa quyện mình với Chúa. Không cứ thờ phượng hallelujah hallelujah, không phải thế đâu. Đừng có tưởng đấy là sự đỉnh cao, sự tự giao với Chúa, đỉnh cao sự hòa tự giao trong khi lòng của mình hòa quyện với lòng Chúa. Thì cái sự ngợi khen hallelujah hallelujah đấy nó chỉ một trong vô vàn các gọi là công cụ để giúp chúng ta được hòa quyện với Chúa thôi. Kết hiệp hòa quyện với ngài, hiểu lòng của ngài. Hallelujah. Thì lúc đó nó không có cái sự gì nó có thể đánh bật chúng ta ra được mà. Vì tất cả chúng ta được kết nối, được buộc hết vào cái như đan lưới đấy. Đan lưới thôi xong. Anh chị em đã từng đan như là, thí dụ như là nhìn cái sợi dây màu vàng đan với sợi dây màu đỏ. Anh chị em nhìn thấy chưa? Áo len đấy, áo len sợi vàng sợi đỏ đấy, đan quyện với nhau, nó thắt bởi cái nút nào đấy. Hoặc là lưới, đúng hơn, lưới dễ hơn. Đan thì nó có thể tháo cho sạch được, nhưng mà lưới đấy, lưới thì họ cái sợi dây vàng, sợi dây đỏ quấn lại với nhau, xong thắt một cái nút. Thế khi mà giật cái dây vàng ra không giật được, bởi vì nó bị thắt bởi cái nút với dây đỏ rồi, quẹn với nhau hết rồi. Thì cũng vậy, Chúa muốn là mỗi chúng ta là hòa quẹn với Chúa lại và thắt bằng cái nút. Và mỗi cái nút đấy chính là gì? Chính là cái sự mà từng trải với Thánh Linh, từng trải với ngài, một sự tỏ ra của Chúa ấy, cái rìa mối, cái miếng rìa mối đấy, cái nút buộc đấy, cái sự bày tỏ của Chúa đấy trên mình đấy, mà mình nhận được đấy, xong mình làm theo đấy, thì nó trở thành cái rìa mối, trở thành cái nút thắt chặt lại mình với Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Để mình không phải mình cứ nghe thấy sự tỏ ra hallelujah xong cảm thấy là nổi da gà, xong khóc sướt mướt, sau đó hết đâu. Không, đấy chỉ ban đầu thôi. Cái cảm xúc là ban đầu của sự động chạm Chúa, sau đó mình để cái cảm xúc đấy, cái sự tỏ ra đấy bắt đầu đưa nó thể hiện hiện thực đời sống của mình. Đấy. Đấy, cái sự tỏ ra nó chỉ là một phần rất nhỏ phía ngoài thôi. Nhiều cơ đốc nhân họ không hiểu, họ cứ tưởng là tỏ ra thế là xong rồi, họ đi kể khắp mọi nơi sự tỏ ra của Chúa, nhưng mà đời sống họ không thay đổi gì mấy cả. Mà sự tỏ ra của Chúa để cho mình được thay đổi theo sự tỏ ra đó, mà mục đích của nó như thế, sau đó mới bày tỏ ra cho người khác để tiếp nữa. Chứ không phải là mình không bày tỏ cho chính bản thân mình để thay đổi, sau đó đi kể cho người khác, mà để mình thay đổi. Sau đó cái đấy nó thành thịt của mình, nó thành một cái nút kết hiệp với Chúa. Thế thôi, thế là mình không bị bật ra nữa rồi, có giật ra không giật nữa rồi. Mình trở thành phần của Chúa thôi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện thần Chúa đầy ngập chúng ta. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Ngài đã nhận lời cầu nguyện chúng con, Ngài trội hơn mọi sự chúng con cầu xin. Xin được. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Nguyện chúng con sự để Chúa trước mặt Ngài và Ngài trước mặt chúng con. Chúa chúc phước cho tất cả mọi quan hệ chúng con, Chúa ạ, trong tương lai, thậm chí cho quá khứ, và hiện tại nữa, Chúa ạ, tất thảy mọi quan hệ chúng con giữa người với người đều đậm nhuần sự thánh khiết, công bình, yêu thương, nhân từ của Chúa. Ô con cảm tạ Cha. Ô Chúa ơi, để tất cả mọi người chịu nhìn thấy chúng con, họ nhìn thế nào? Yeah. Ai thấy con là nhìn thấy Đức Chúa Trời. Amen. Yeah. Chúa. Amen. Vậy như Chúa cùng tất cả anh chị em yêu quý nhá. Shakadaba, Chúa ở cùng với ông bà qua lửa nhá. Dạ. Chúa chúc các anh chị em.
Đấy nha, thế là chị Chi nhưng mà được 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 thăng chức như là đột xuất nhé, đáng nghe một ông qua lửa thôi, nhưng mà vì là chị là vợ của cái ông đấy thành ra chị được gọi là bà đấy, chứ bằng không chỉ gọi là chị luôn, gọi là chị. Bây giờ lại gọi là ông bà qua lửa luôn. Ông bà qua lửa. Ông bà qua lửa ngủ ngon nhá. Dạ vâng. Dạ. Ngon vâng. Chúc lành cho chị Hương, chúc lành cho tất cả anh chị, cho Nam, cho em, bé, cho anh Tiến, cho tất cả chị em và tất cả các em Việt Nam hiến anh. Lời cầu nguyện chúng ta là cho toàn bộ nhóm đặc nhiệm ấy, cho cả một Sư Dũng, cho cả gia đình của thầy Hùng, cho cả chị Mát, cho tất cả những người trong nhóm đặc nhiệm, không chỉ là cho buổi sáng có mặt đến thôi đâu. Amen. Dạ vâng. Thế nhớ, chúc mừng chị em. Dạ vâng. Dạ chúc.